chương 680, Lý Giật Phong đấu vương phong 1. Nói đúng, nhưng mà cổ thần cũng không phải quả hồng mềm A. À. Kiếm ý của hắn đã đạt tới tiểu thành, nếu như Lâm Tiêu không có tuyệt học ẩn giấu gì, chỉ sợ rất khó lật bàn, các ngươi không phải không biết kiếm khách lĩnh ngộ kiếm ý đáng sợ cỡ nào sao. Mọi người nghị luận nhau nhau, thần sắc chấn động, hư, hiện tại biết rõ tiểu tử này đáng sợ A. À. Tề thiểu kiệt âm thầm cười lạnh, trong nội tâm rất thoải mái. Lúc này tư không hạo trật vật sắc mặt tái nhợt đi xuống đài, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận kết cục như thế. Ba năm trước đây, tuy hắn thua Lâm Tiêu nhưng phải sau một hồi chiến đấu kịch liệt, nhưng lúc này Lâm Tiêu dễ dàng đánh bại hắn, làm nội tâm của hắn như cho tàn. Thú vị, đáng giá ta chú ý, chẳng qua nếu như thực lực ngươi chỉ có như vậy, ta trong vòng 10 chiêu sẽ thắng ngươi. Cổ thần mỉm cười, ánh mắt nhìn Lâm Tiêu mang theo tự tin tuyệt đối. Nếu như một kiếm khách không lĩnh ngộ kiếm ý cũng không có bao nhiêu tự tin, nhưng mà cổ thần kiếm ý đã đạt tới tam phẩm trúc thành tựu, hoàn toàn đã vượt xa rất nhiều kiếm khách rồi. Trận đấu này của Lâm Tiêu làm không ít đệ tử quận Hiên giật nhìn thấy, trong lòng không có bao nhiêu khó hiểu. Lưu Vân một lòng đuổi theo bước chân Lâm Tiêu chỉ đắng chát lắc đầu, từ khi gia nhập trại huấn luyện thiên tài bị Lâm Tiêu vượt lên, hắn vẫn đuổi theo bước chân Lâm Tiêu, ý đồ vượt qua đối phương, nhưng cho dù là trong thiên mộng bí cảnh, bài danh trại huấn luyện hay là giải thi đấu Phong Vân bảng, Lâm Tiêu vẫn đi trước hắn, hắn vẫn theo phía sau lại còn không nhìn thấy bóng lưng của đối phương a ta sẽ không buông tha lắc đầu lưu vân lại kiên định với tín niệm trong lòng chính bởi vì có lâm tiêu đi phía trước không ngừng phát triển nhanh chóng nếu như một khi mất đi mục tiêu này hắn sẽ dừng bước lại không thể tiến thêm lâm tiêu không ngờ đã đi tới bước này mộ lăng cũng cười khổ năm đó vừa mới gia nhập trại huấn luyện lâm tiêu với nàng chỉ là tiểu sư đệ hôm nay đã vượt qua nàng rồi đông phương nguyệt mính gật gật đầu thực lực lâm tiêu xem ra không tệ có lẽ có hy vọng tranh đoạt bài danh trước 36, không hổ là người tiếp nhận vị trí thứ nhất của ta trong trại huấn luyện thiên tài. Chỉ có nội tâm lý giật phong đang cười thầm, các ngươi cho rằng đây là thực lực của Lâm Tiêu hay sao? Chờ mà giật mình tiếp đi, Lâm Tiêu thực lực mạnh thế nào, người nơi đây chỉ có hắn rõ ràng nhất, tuyệt đối có thể tiến vào top 10 phong vân bảng, về phần có thể đi xa hơn. Lý Giật Phong cũng không dám kết luận, bởi vì chính hắn cũng không có đạt tới cấp bậc này. Lý Giật Phong không biết, hắn tự cho là hiểu Lâm Tiêu, lại không ngờ rằng trong 3 tháng Lâm Tiêu chạy đi, thực lực đã tăng lên lần nữa. Đây là Lâm Tiêu, người vĩnh viễn không biết đối phó hắn thế nào, bởi vì đối phương mỗi thời mỗi khắc đều tiến bộ, biện pháp duy nhất của ngươi chính là không ngừng đuổi kịp và vượt qua, ý đồ đuổi theo bước chân của hắn, mặc dù như thế, đối phương cũng sẽ càng bỏ ngươi xa hơn, chỉ để lại một bóng lưng, nếu như ngươi lơ đáng dừng bước lại thì ngươi thậm chí còn không nhìn thấu dấu chân của hắn từng đi qua. Sống cùng với thiên tài như thế, vĩnh viễn cô độc và tràn ngập áp lực trận đấu kế tiếp cũng diễn ra, tổn 9 vòng 6, trận thứ 8 Á Thanh đấu với Lâm Tiêu. Ta nhận thua, trận đấu Lâm Tiêu nhẹ nhõm đánh bại tư không hạo làm cho tất cả mọi người đã rõ ràng và hiểu được thực lực của Lâm Tiêu, quả nhiên, tuyển thủ thứ 6 rất trực tiếp lựa chọn nhận thua, tuyển thủ này chỉ ở hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, khả năng hắn bám trụ lại rất là cao, thế nên việc hắn đem tinh lực lãng phí ở trận gặp Lâm Tiêu không bằng giữ lại thực lực để ứng phó tại trận đấu kế tiếp. Lâm Tiêu, người bây giờ có thể nhẹ nhõm rồi, những trận đấu kế tiếp của ngươi người nhận thua có lẽ còn không ít tử sa sơn ở bên cạnh cười nói nhưng mà dùng thực lực ngươi chiến đấu với ngôi hoàn toàn là uổng phí nguyên lực hoàn toàn không cần nếu như là ta ta sẽ lựa chọn buông tha lâm tiêu cười cười từ chối cho ý kiến với hắn mà nói lên hay không lên lôi đài trận đấu này hoàn toàn không có gì cả điểm khác nhau là có lên đài hay không mà thôi tổ chín vòng thứ bảy khâu hành đấu lâm tiêu tại sao lại để ta gặp hắn khâu hoành khóc không ra nước mắt nhưng không có nhận thua sáu trận trước hắn một thắng năm thua sớm đã mất đi cơ hội tấn cấp lâm tiêu không nên lưu thủ cho ta xem tranh lệch giữa hai chúng ta đi khâu hoành thần sắc kiên nghị ánh mắt kiên quyết sau một khắc ánh đao lóe lên hắn không biết xảy ra chuyện gì đã bay ngược ra sau đụng vào màn sáng màu xanh ra trời ở biên giới lâm tiêu thắng sớm đã có chuẩn bị cho nên trọng tài tổ chín quát lên lâm tiêu đi xuống lôi đài trong tay nghe tên lý giật phong Tổ 13 vòng 8, trận thứ 3 Lý Giật Phong đấu Vương Phong. Lúc này ở tổ 13 truyền ra tiếng xôn xao lớn. Lý Giật Phong đấu với Vương Phong, cũng không biết ai thắng ai thua. Hai người bọn họ đều là hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, trước đó đã chiến thắng liên tiếp, chống lại bất luận kẻ nào cũng không cần xuất chiêu thứ hai, tuyệt đối là một hồi long tranh hổ đấu. Lý Giật Phong là cao thủ sử dụng kiếm, Vương Phong lại có quyền pháp vô song, thân hình quỷ mị khó lường, đều là tồn tại số một số 2 trong tổ 13, có hy vọng tranh đoạt bài danh thiên cương top 36, ai chiến thắng thì vững vàng tiến vào vòng sau. Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên lôi đài mưa ơi ba, Lý Giật Phong đứng đối diện một thanh niên mặc áo khoác, thanh niên kia ánh mắt sáng ngời, một thân thực lực cũng là đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, trên người tỏa ra khí tức đáng sợ. Đánh bại ngôi, ta là đệ nhất tổ mồi ba, Vương Phong lạnh lùng nói, Lý Giật Phong mỉm cười, nói, người phải thắng ta rồi nói sau, tốt, vậy hãy để cho ngươi biết một chút về tuyệt kỹ của vương phong ta. Long ngâm hổ khiếu, vương phong giống to một tiếng, áo bào chấn động, đánh ra một quyền. Giống, tiếng gào thét vang vọng thiên địa, một hư ảnh mãnh hổ hiện ra trên đài, trông rất sống động, tản ra uy áp khủng bố, lao tới cắn xé lý giật phong. Bạo dương kiếm pháp kiếm đoạn hoành sơn, lý giật phong bất động thanh sắc, toàn thân xuất hiện nguyên lực như hỏa diễm bốc cháy. Kiếm quang dài hơn 10 mét xuất hiện đem hư ảnh mãnh hổ một kiếm chém thành hai khúc. Lại đến, long tranh hổ đấu. Vương Phong biểu lộ không thay đổi, một quyền lại một quyền, một hư ảnh chân long hiện ra, quyền phong quét qua tất cả, không khí như nổ vang. Bạo dương kiếm pháp húc nhật đông thăng, trong hư không đột nhiên xuất hiện ánh mặt trời chói mắt, mặt trời cuồn cuộn, khí nóng quét qua các nơi, hư ảnh hình rồng uy mãnh bá đạo nổ tung, hóa thành từng đốm lửa đầy trời tứ tán ra bốn phía. Chương 681, Lý Giật Phong đấu Vương Phong 2. Long hành hổ bộ, Vương Phong lóe lên, tàn ảnh che chắn thân hình, thời điểm Lý Giật Phong một kiếm phá vỡ công kích của hắn, không biết lúc nào hắn đã xuất hiện sau lưng Lý Giật Phong. Ha ha, đây là đòn tất sát của ta, hổ bào long quyền. Bại cho ta, thần sắc vương phong cao ngạo, quyền phong như thiểm điện đánh vào lưng Lý Giật Phong, hư ảnh long hổ xuất hiện trong hư không, khí lưu cuồng bạo thổi áo bào trên ngứa ơi Lý Giật Phong phất phơ, khí thế vô cùng khủng bố. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, hỏa diễm như thiêu đốt toàn thân của hắn, toàn thân lý giật phong bị quyền phong đáng sợ của vương phong bao phủ nhưng hoàn toàn không có chút sức mẻ gì chỉ có bị nhiệt độ cao làm không khí bốc cháy lúc vương phong oanh kích thì đốt cháy thành hư vô cái gì hai mắt vương phong mở to thần thái đầy chấn động kiếm diệu thập phương đáp lại hắn là hai mắt lạnh lùng và ánh kiếm sáng ngời của lý giật phong kiếm quang sắc bén không gì ngăn cản nổi trừ đánh tan nguyên lực hộ thể của vương phong ra còn làm thân ảnh vương phong bay ngược ra sau phốc phốc, miệng phun máu tươi vương phong đụng vào màn sáng màu xanh ra trời của lôi đài. Trường kiếm vào vỏ, nguyên lực hỏa diễm trên người Lý Giật Phong bị dập tắt, hắn từ trên cao đáp xuống lôi đài. Lý Giật Phong thắng, trọng tài tổ mưa ơi ba quát lên, trong ánh mắt đầy vui mừng, thầm nghĩ, vốn ta cho rằng tổ mưa ơi ba không có thiên tài nào, không nghĩ tới thực lực Lý Giật Phong đáng sợ như thế, tuy chưa thể xâm nhập top 10, nhưng tiến vào trước 20 trên cơ bản rất có hy vọng. Dưới lôi đài đầy âm thanh xôn xao khó tin cái gì chấm dứt nhanh như vậy sao vương phong bại quá thảm vương phong chính là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành một quyền đánh vào lưng lý giật phong nhưng không làm gì được đối thủ quá khoa trương rồi đáng sợ thật sự là đáng sợ chúng ta đều xem thường lý giật phong thực lực của hắn tuyệt đối đã đạt tới vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ không yếu hơn đám thiên tài hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong trước lôi đài tổ chín lâm tiêu cười nhạt một tiếng Lý Giật Phong lúc trước mới vào hóa phàm cảnh hậu kỳ cũng đã có được danh xưng là vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ, đủ để đánh chết tông thứ cùng quỷ sơn tam huynh đệ. Về sau ở trong cổ địa thái thần thực lực tăng mạnh, đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, sau khi ra khỏi cổ địa thái thần lại tiến thêm một cấp, đạt tới vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ trung thượng tầng, hôm nay đánh bại một tuyển thủ hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành cũng là quá bình thường. Quận Hiên Giật, Bạch Hồng Phi và vài tên phó doanh chủ vô cùng vui mừng. Xem ra Lý Giật Phong phát triển cũng không kém a. À tiến vào vị trí thiên cương top 36 hẳn là không thành vấn đề. Ha ha, bạch lão, người cũng quá đánh giá thấp hắn a. À, người xem hắn vừa rồi chống cự hổ bào long quyền của vương phong kia, chỉ sợ đã tu hành nhật miện tâm kinh tới cực hạn, đại nhật nguyên thể của hắn cũng đạt tới mức tối cao, theo ta thấy, Lý Giật Phong rất có hy vọng tiến vào trước hai môi. Nếu thật là như vậy, đệ tử quận hiên giật tiến vào top 10, vừa tiến vào trước 20, nếu như Lâm Tiêu cố gắng tiến vào trước 36, vậy quận hiên giật chúng ta có 3 đệ tử tiến vào bài danh thiên cương. Hy vọng bọn họ đều có thể đi tới bước đó. Đám người bạch hồng phi toi cười, bộ dáng vô cùng chờ mong. Trong lúc Lý Giật Phong đối chiến Vương Phong, Tổ 9 đã bắt đầu chiến đấu. Tổ 9 vòng thứ 8, trận thứ 10 cao cường chiến Lâm Tiêu. Ta nhận thua, Tổ 9 vòng thứ 9, trận thứ tư tử Sa Sơn đấu Lâm Tiêu. Ta nhận thua, hai đợt đấu kế tiếp, lại có hai gã tuyển thủ đối mặt Lâm Tiêu trực tiếp nhận thua, làm cho Lâm Tiêu trực tiếp thắng lợi. Tổ 9 vòng thứ 10, trận 12 thôi vô song đấu Lâm Tiêu. Thôi vô song chính là thiên tài hóa phàm cảnh hậu kỳ, cũng không cho rằng mình nhất định thua Lâm Tiêu, bởi vậy không có buông tha. Lâm Tiêu, người thật sự rất mạnh, nhưng mà muốn thắng ta cũng không dễ dàng như vậy, tiếp ta ba cước. Đệ nhất quốc, phong hỏa liên hoàn cước, vù vù vù, thôi vô song lúc này nhảy mạnh lên, hai chân biến ảo ánh lửa đầy trời trong hư không, nguyên lực phun ra ngưng tụ hư ảnh hỏa diễm vô tật, Hình thành một ngọn núi lửa bá đạo áp thẳng vào Lâm Tiêu, uy lực vô cùng mạnh mẽ, hỏa diễm cuồng bạo như sắp bùng nổ ngay lập tức. Mặt Lâm Tiêu không biểu tình, một đao chém ra, ánh đao hiện lên, núi lửa cuồng bạo bị chém tan, thối ảnh đầy trời tan vỡ. "Tốt, đón cước thứ hai của ta." Thôi vô song giống to lên tiếng, nguyên lực toàn thân sôi trào, tung ra cước thứ hai. Không chờ hắn đá ra cước thứ hai, một ánh đao vô cùng lăng lệ chém thẳng vào nguyên lực hộ thể của hắn đao khí khủng khiếp đánh hắn bay thẳng vào hàng rào bảo vệ màu xanh, máu tươi phun trào. Lâm tiêu thắng, trọng tài tổ chín lắc đầu, nhấc tay hô kết quả trận đấu. Thôi vô song thật sự không biết tự lượng sức mình, vốn hắn vào vòng thứ hai gần như 100%, nhưng mà hiện tại bị Lâm tiêu đánh cho trọng thương, nếu như trận đấu kế tiếp gặp phải từ xa sơn, tư không hạo, tề thiểu kiệt thì hắn sẽ nguy hiểm rồi. Lâm tiêu thật mạnh, chống lại ai cũng chỉ một hai chiêu phân thắng bại, hai trận đấu kế tiếp, không biết hắn có gặp cổ thần cùng Vu Sơn Hà hay không. Nếu như gặp gỡ hai người bọn họ thì đặc sắc rồi. Cổ thần chỉ sợ vấn đề không lớn, mặc kệ thắng thua đều có thể vào vòng trong, nếu như Vu Sơn Hà gặp phải Lâm Tiêu lại thua, vậy thì rắc rối rồi, rất có thể sẽ bị loại đấy. Rất nhiều người xem dùng ánh mắt thương cảm nhìn thôi vô song, lại âm thầm chờ mong, hy vọng có thể nhìn thấy một trận đấu đặc sắc. Trước mắt tổ chín có 5 người toàn thắng, trong đó có Lâm Tiêu cùng cổ thần, mà Vu Sơn Hà chín thắng thua một chỉ cần không gặp xui đụng lâm tiêu lại bị đánh bại, xác suất vượt qua vòng loại là rất lớn, dù sao trừ lâm tiêu, tổ chín không có ai mang phiền toái cho hắn được. Đáng tiếc, kết quả cuối cùng không để cho người ta như nguyệt, tổ chín còn lại hai trận đấu, lâm tiêu cùng cổ thần và vu sơn hà đều không có gặp nhau, mà là hai gã tuyển thủ hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong sẽ bị loại. Đối mặt lâm tiêu, hai người này cũng không có nhận thua, dù sao biết rõ bản thân mình bị loại, bảo tồn thực lực và phòng ngừa bị thương là không cần thiết, Trọng yếu nhất ngược lại là toàn lực ứng phó, tranh thủ cảm mộ khi chiến đấu với cao thủ. Nhưng bất đắc dĩ là, ở trước mặt Lâm Tiêu bọn họ không tiếp được một chiêu, nhanh chóng thua. Vào lúc chiến đấu tổ 9 chấm dứt, các tổ đấu còn lại cũng dần chấm dứt, cuối cùng 18 tổ đã hoàn thành 12 vòng đấu. Ầm ầm, trận đấu vừa kết thúc, 18 lôi đài tỏa ra ánh sáng sáng ngời, trong ánh mắt của tất cả mọi người, 18 lôi đài hợp hai làm một, trong đó lôi đài số 1 và số 10 dung hợp với nhau. Lôi đài số 2 dung hợp với lôi đài số 11, từ đó suy ra phương thức dung hợp, sau khi dung hợp, lôi đài lớn hơn trước gấp đôi. Chương 682, hiệp 2. Ông 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 ông, cùng lúc đó, trên bầu trời có ánh sao chiếu xuống, bao phủ 216 tên tuyển thủ tấn cấp. Ánh sao lấp lánh, Lâm Tiêu cảm giác lực lượng ngôi sao tinh thuần dung nhập vào thân thể của mình, cảm ứng giữa hắn và ngôi sao trên bầu trời càng mãnh liệt, tiêu hao nguyên lực trong trận đấu lúc trước cũng được bổ sung mà những tuyển thủ bị thương trong khi tấn cấp được ánh sao chiếu vào người, thương thế lập tức khỏi hẳn, trạng thái trở lại đỉnh phong lần nữa. Về phần những tuyển thủ bị thua lúc này cảm thấy liên hệ giữa mình và lôi đài đã bị gián đoạn, ngôi sao số mệnh có được khi thông qua tinh quang huyến giới cũng biến mất quỷ dị, dường như cho tới bây giờ nó chưa từng xuất hiện qua. Quá thần kỳ, thương thế của ta đã khép lại hoàn toàn. Nguyên lực ta tiêu hao lúc trước đã khôi phục lại, trạng thái cũng trở về đỉnh phong. Trước lôi đài, vô số tuyển thủ lên tiếng kinh hô, mừng rỡ không thôi. Trên đài hội nghị, Vũ Vương Bách Lý Chiến chủ trì hội nghị đứng lên. Chư vị, hiện tại vòng đấu loại đã chấm dứt, ta nghĩ ai bị đào thải, ai tấn cấp chư vị cũng đã nhìn thấy, thỉnh tuyển thủ tấn cấp đi gặp trọng tài của mình, lập tức tiến vào vòng đấu loại thứ hai. Vòng đấu thứ hai cũng như vòng một, 18 tổ chỉ còn lại 9 tổ, mỗi tổ vẫn là 24 tuyển thủ, trải qua 12 vòng đấu chọn ra 12 người chiến thắng, 12 người này sẽ là thiên tài đứng trong phong vân bảng. Hiện tại, chư vị có nửa canh giờ nghỉ ngơi, nửa canh giờ sau sẽ bắt đầu vòng đấu thứ hai. Vũ Vương Bách Lý Chiến vừa nói xong, cả khán đài sôi trào lên. Rốt cuộc đến vòng 2, lúc này sẽ chọn ra 108 thiên tài chính thức trong phong vân bảng. Tuyển thủ lúc trước quá nhiều, tốt xấu lẫn lộn, đến lần này các trận đấu sẽ đặc sắc hơn nhiều. Ha ha, còn phải nói, ta mong chờ nhất chính là chín lôi đài, 10 trẻ tuổi cự đầu chắc chắn sẽ có hai người chung một tổ, đến lúc đó nếu như hai người này đụng nhau thì rất đặc sắc. Người nghĩ rất tốt, mỗi tổ đều có 24 tuyển thủ, trận đấu chỉ có 12 vòng, xác suất chỉ có một nửa. Đừng nghị luận, xem đi, bọn họ bắt đầu phân tổ, không biết tổ nào có hai trẻ tuổi cự đầu. Trên khán đài, rất nhiều khán giả không ngừng nói với nhau. Vòng đấu thứ hai cũng không phải các tuyển thủ cùng tổ lúc trước, mà là sẽ phân chia ra, quá trình này vẫn là ngôi sao số mệnh chọn lựa. Cảm thụ lực hấp dẫn của mình với lôi đài, Lâm Tiêu phát hiện mình vẫn là tổ chín lúc trước, trừ cổ thần cũng không thay đổi, mà Tử Sa Sơn thì đi tổ 3, Tề Thiều Kiệt ở tổ 5, Tư Không Hạo đi tổ 6, Vu Sơn Hà thì đi tới tổ 7. Trừ chuyện đó ra, Lâm Tiêu còn phát hiện một biến hóa kỳ lạ, mỗi một trẻ tuổi cự đầu vẫn không thay đổi, ví dụ như La Thiên Đô vẫn ở tổ 3 như trước, hiện tại Lôi Đài Sắc nhập vẫn ở tổ 3, Đông Phương Nguyệt Minh vốn ở tổ 5, bây giờ ở tổ 8. Kể từ đó xuất hiện hai trẻ tuổi cự đầu là tổ 1, Thiến Mộng Vũ Quận Vân Long và Vương Thái Quận Định An vốn ở tổ 11 lại phân cùng tổ 1 xem kia là thiến mộng vũ quận Vân Long cùng Vương Thái quận Định An được an bài với nhau. Nếu như hai người thực gặp gỡ nhau, chỉ sợ là một hồi long tranh hổ đấu. Không may cái gì, với thực lực của hai người, cho dù thua một trận cũng không có gì, chỉ cần thắng 11 trận còn lại, tiến vào phong vân bảng cũng không phải chuyện khó. Huynh đệ, lời ấy sai rồi, người cho rằng trẻ tuổi cự đầu đều có thể tiến vào phong vân bảng sao, bọn họ cũng không phải như người khác, bọn họ quan tâm chính là bài vị của mình trên phong vân bảng, có đạo lý, chúng ta không quản nhiều như thế, mặc kệ như thế nào, đến cuối cùng bài vị thi đấu khó ai có thể thay đổi, đến lúc đó vẫn là như vậy, ta chỉ quan tâm ngoài 10 trẻ tuổi cự đầu, còn có những cao thủ nào tiến vào top 20. Như vậy đáng giá chờ mong, ta vừa rồi xem qua, tổ 4 Lý Giật Phong có lẽ không có vấn đề, thực sự đủ sức miễu sát bất cứ tuyển thủ hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành nào. Tổ năm Trần Diệu Quang cũng thế, trừ tổ 6 Lôi Kinh Vân, tổ 7 Cố Thanh Sơn, tổ 8 Tần khinh tổ chín mạnh tinh hồn, lúc trước trong các trận đấu đều có thể miễu sát bất cứ đối thủ hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, là chọn lựa tiến vào top 20, những người khác kém một chút, trước mắt còn không nhìn ra cái gì cả. Trong lúc mọi người nghị luận, thời gian nửa canh giờ trôi qua tức thì, 9 tổ cùng 18 tổ trọng tài ngồi cùng một chỗ, tiến hành rút thăm. Lâm Tiêu, lúc này cao thủ thật nhiều, xem ra ta không có hy vọng gì cả. Lưu Vân lúc này trùng hợp ở cùng một tổ với Lâm Tiêu, nhìn qua hơn 20 tuyển thủ tổ chính, nhịn không được cảm khái nói một câu. Trong vòng đấu loại lúc trước, cả quận hiên giật trừ Đông Phương Nguyệt minh Lâm Tiêu, Lý Giật Phong, Đoạn Hồng, Chu Chỉ, Lưu Vân sáu người ra, đám người mộ lăng vận khí không tốt, tất cả đều bị đào thải, mất đi tư cách tiến vào phong vân bảng. Mà Lưu Vân sở dĩ cảm khái là vì trong 24 tuyển thủ tổ chín, thậm chí có nhiều hơn phân nửa đối thủ có thực lực trên hóa phàm cảnh hậu kỳ, muốn từ trong nhiều cao thủ như thế tiến vào phong vân bảng, đối với Lưu Vân mới tới hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong mà nói, cơ hồ là một chuyện khó hơn lên trời. Lâm Tiêu bình thản nói, không cần nghĩ nhiều như vậy, cứ thoải mái mà đánh đi, cố gắng tăng thực lực bản thân lên mới là vương đạo, tranh thủ thu hoạch nhiều cảm ngộ trong chiến đấu. Lưu Vân khẽ giật mình, chợt ngưng trọng gật gật đầu. Ngươi nói đúng, ta quá xúc động, đúng lúc này, kết quả rút thăm cũng có rồi. Chín tổ hiệp hai vòng thứ nhất, trận đầu Lâm Tiêu đấu cổ thần. Xôn sao, trong chốc lát, người xem toàn trường xôn xao, lâm tiêu cùng cổ thần không ngờ gặp nhau. bọn họ lúc trước ở chung một tổ, lại không có gặp phải nhau, không nghĩ tới trận đầu hiệp hai lại gặp nhau, thật sự đáng chờ mong. những người xem trận đấu tổ chín lúc trước nhìn sang, mà những tuyển thủ bị loại cũng nhìn sang, ánh mắt lập lè. bạch hồng phi phó doanh chủ nhướng mày, lâm tiêu vận khí thật không tốt à. trận đầu tiên đã gặp cao thủ như cổ thần, nếu như thắng khá tốt, một khi thua thì trận đấu khác sẽ khó khăn. Dù sao ở tổ 9 thì tuyệt vô danh quận Lộ Tây được công nhận mạnh nhất, mà mạnh tinh hồn được công nhận là tuyển thủ tiến vào top 20, nếu như Lâm Tiêu gặp phải hai người bọn họ, hy vọng thắng là không có. Trên khán đài tứ hoàng tử Bách Lý Huyền chỉ cười nhạt, nói một tiếng. Xem ra vận may của Lâm Tiêu đã chấm dứt, trên lôi đài, Lâm Tiêu cùng cổ thần đứng ở xa xa nhìn nhau. Khóe miệng cổ thần cười nhạt, nói, không nghĩ tới chúng ta gặp nhau trong trận đầu, vốn dùng thực lực của ngươi tuyệt đối có thể tiến vào phong vân bảng, đáng tiếc ngươi lại gặp phải ta. chương 683, Lâm Tiêu đấu cổ thần một Thật sao, Lâm Tiêu cũng cười nhạt một tiếng, ngươi nắm chắc như thế, cổ thần khẽ giật mình, cầm kiếm nơi tay, bình thản nói. Đây không phải có nắm chắc, mà là bản thân ta tự tin tuyệt đối, nhìn biểu lộ của ngươi dường như rất có lòng tin đấy, chẳng lẽ ngươi cũng lĩnh ngộ đao ý. Nhưng mà thật đáng tiếc, cho dù ngươi lĩnh ngộ đao ý cũng không dùng được gì, kiếm ý của ta đạt tới tiểu thành, đủ để nghiền áp bất cứ đao ý bình thường gì, Lâm Tiêu lắc đầu, nói, có tự tin là chuyện tốt, nhưng mà quá mức tự tin chính là ngu xuẩn. Ánh mắt cổ thần híp mắt, trong ánh mắt Lâm Tiêu không nhìn ra sợ hãi và lùi bước. Đã như vậy, tiếp chiêu đi, không có giữ thực lực, kiếm ý cổ thần bắn ra rất mạnh, hóa thành một cột sáng chói lóa, đồng thời trường kiếm bên hông cổ thần đã rút ra khỏi vỏ, một đạo kiếm áp hư vô áp tới trước mặt Lâm Tiêu, thổi bay tóc đen trên trán của hắn. B-O-A-N-G, Lâm Tiêu mặt không biểu tình, chiến đao trong tay rút ra, chém ra một đao vô cùng bình thường lập tức chém vào mũi kiếm cổ thần từ đó bắn ra nguyên lực hùng hậu chiến đao màu xanh và trường kiếm va chạm với nhau hai nguyên lực trùng kích không ngừng đan vào nhau bắn ra ánh sáng chói lòa nguyên lực bắn ra bốn phía đao khí thật mạnh đáng tiếc không có lĩnh ngộ đao ý cũng vô dụng kiếm ý tiểu thành phá cho ta cổ thần gầm lên giận dữ kiếm ý lăng lệ phóng thẳng lên trời trường kiếm ẩn chứa uy lực vô cùng mạnh mẽ khí tức nguyên lực tăng lên gấp mấy lần suy 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 kiếm ý tiểu thành bức bách chiến đao trong tay lâm tiêu phóng xuất khí thức nguyên lực bị trấn áp đao khí không ngừng bị cổ thần đẩy lùi thú vị lâm tiêu rút đao rồi sau đó trở tay chém ra một đao luân hồi đao quyết tứ quý luân hồi đao một đạo đao mang sáng ngời bắn ra trong đó ý cảnh xuân hạ thu đông không ngừng hiện ra trong chốc lát cổ thần cảm giác mình như đang đi trên thảo nguyên ấm áp gió mắt ấm áp không ngừng thổi qua ngay sau đó lại tiến tới mùa hè biển cả vô tận gió từ biển cả vô tận thổi tới sau đó là trời thu điều hưu lá khô vô tận bay phất phơ cuối cùng chính là mùa đông giá lạnh bông tuyết đầy trời hà hơi biến thành băng ý cảnh thật mạnh cổ thần biến sắc ánh mắt ngưng trọng nghiêm túc nói đáng tiếc ý cảnh của ngươi dù mạnh hơn nữa cũng không có khả năng mạnh hơn kiếm ý tiểu thành của ta ầm ầm cổ thần toàn lực thôi phát kiếm ý một đạo kiếm ý vừa thô vừa to đánh ra không ngừng chém mạnh xuống trong tiếng răng rắc lâm tiêu bổ ra tứ quý luân hồi đao bị đánh nát hóa thành nguyên lực đầy trời bắn ra bốn phía. Kiếm ý tiểu thành không tệ, nhưng mà đánh chúng ta thì nói sau. Lâm tiêu đạm mặc cười cười, thân thể biến mất, trong tiếng nổ vang cực lớn, kiếm quang sáng ngời chém mạnh vào hào quang màu xanh ra trời và nổ vang kịch liệt, lại mất đi thân ảnh lâm tiêu. Nhanh thật, nhưng mà ngươi nhanh hơn kiếm khí của ta hay sao? Cổ thần mặt không biểu tình, trở tay đột nhiên đâm ra hơn 10 kiếm. Xuy suy suy, kiếm khí vô cùng vinh hoành, bao phủ toàn bộ lôi đài, không có chút lỗ thủng nào cả. Công kích dù rộng, đáng tiếc uy lực giảm nhiều. Chiến đao xoay tròn, Lâm Tiêu dễ dàng chém tan những kiếm khí ngăn cản trước mặt mình, kiếm ý tiểu thành của cổ thần dù mạnh, nhưng nhất định phải công kích chúng hắn thì mới có tác dụng, bằng vào kiếm khí thì uy lực giảm đi rất nhiều. Cũng đủ đánh chết ngươi rồi, ánh mắt cổ thần lăng lệ, trường kiếm trong tay hóa thành hư ảnh, kiếm khí đầy trời bao phủ như mưa, ngăn cản tất cả đường lui của Lâm Tiêu. Thực lực Lâm Tiêu không tệ, tạo nghệ đao pháp kinh người, đáng tiếc dường như không có lĩnh ngộ đao ý. Trọng tài 18 tổ nhìn thấy cảnh này thì lắc đầu. Trọng tài tổ 9 vẫn quan sát Lâm Tiêu và thở dài, nói: "Dùng thực lực Lâm Tiêu, nếu như lĩnh ngộ đao ý, tiến vào trước 20 không thành vấn đề, đáng tiếc." Đao ý cùng kiếm ý kỳ thật cũng không phải cái nào mạnh hơn cái nào, nhưng lúc gặp tuyển thủ ngang cấp, một đối thủ lĩnh ngộ đao ý hoặc kiếm ý đấu với tuyển thủ không lĩnh ngộ đao ý kiếm ý, như vậy đối thủ sẽ bị khắc chế nghiêm trọng. Trừ phi một phương lĩnh ngộ không vượt xa người khác bao nhiêu mới có khả năng thắng ngược, rất hiển nhiên, bọn họ nghĩ tu Vi Lâm Tiêu còn chưa đạt tới khả năng này. Lâm Tiêu, ngươi không phải đối thủ của ta, nhận thua đi. Đâm ra trên trăm kiếm, thân hình cổ thần nhanh chóng tới gần, một đạo ánh sáng sáng ngời hiện ra, nhắm ngay Lâm Tiêu đánh tới. Chưa hẳn, thần sắc Lâm Tiêu không thay đổi, luân hồi đao quyết thức thứ hai Nhật Nguyệt luân hồi đao bỗng nhiên chém ra, ánh đao lăng lệ sáng lên, cửu chuyển huyền công cửu chuyển nguyên lực ẩn chứa ý cảnh nhật nguyệt luân chuyển, giống như muốn thôn vệ thân thể cổ thần. Ầm ầm, chiến đao sáng ngời va chạm, trong tiếng nổ vang kịch liệt, kiếm quang của cổ thần bị đánh nát, thân hình của hắn lui ra phía sau. Cái gì? Tại sao là Lâm Tiêu đánh lui cổ thần? Xảy ra chuyện gì? Cổ thần không phải lĩnh ngộ kiếm ý tiểu thành sao? Vì sao lại? Chẳng lẽ Lâm Tiêu cũng lĩnh ngộ đao ý? Không đúng, vừa rồi ta hoàn toàn không có cảm nhận được đao ý tồn tại, hay là ý cảnh đáng sợ. Nói chung, kiếm ý chính là ý cảnh thăng hoa, có lẽ đủ để nghiền áp bất luận ý cảnh bình thường gì. Trên khán đài có âm thanh kinh ngạc vang lên, kỳ thật ý cảnh rất phiền toái, như Lâm Tiêu nắm giữ tứ quý luân hồi ý cảnh, Nhật Nguyệt luân hồi ý cảnh, Thiên Địa luân hồi ý cảnh, cùng với Phong Chi ý cảnh, còn như Vu Sơn Hà nắm giữ Sơn Hà ý cảnh hoặc những ý cảnh khác, tuy cường đại nhưng cũng có hạn, hơn nữa thường thường hòa tan vào trong chiêu thức. Mà đạo ý, kiếm ý tuy càng hư vô mờ mịt, nhưng lại càng cường đại và thần bí khó lường, có thể nói đao ý cùng kiếm ý chính là ý cảnh thăng hoa của đao và kiếm, uy lực của nó tuyệt đối bao trùm trên ý cảnh. Đây cũng là khi Phu Sơn Hà thi triển Sơn Hà ý cảnh vẫn bị kiếm ý của cổ thần phá tan. Bởi vậy khi nhìn thấy Lâm Tiêu một đao đánh lui cổ thần thì người quan sát vô cùng giật mình. Không đúng, vừa rồi không chỉ ý cảnh phù hợp với đao pháp của đối phương, chính yếu nhất vẫn là nguyên lực, Lâm Tiêu tu luyện là công pháp gì, vì sao nguyên lực đáng sợ như thế, nguyên lực của ta so với hắn thì kém quá nhiều sắc mặt cổ thần ngưng trọng, hắn giao thủ với Lâm Tiêu cho nên tự nhiên cũng biết nguyên nhân một đao của Lâm Tiêu, hoàn toàn là vì trong đó ẩn chứa nguyên lực quá mức kinh người, có chứa một loại xoay tròn cùng lực lượng phá hoại, làm cho kiếm ý tiểu thành của hắn bị phá vỡ. Cũng nhìn thấu vấn đề này là rất nhiều cường giả quy nguyên cảnh. Ha ha, ta đúng là quên, Lâm Tiêu tu luyện là cửu chuyển huyền công, xem khí thế này, cửu chuyển huyền công của Lâm Tiêu tối thiểu là bát chuyển. Bạch Hồng Phi phó doanh chủ vuốt vuốt tròm dâu cười nói chương 684, Lâm Tiêu đấu cổ thần 2. Nguyên trí sĩ phó doanh chủ gật đầu, cũng không biết Lâm Tiêu đem cửu chuyển huyền công đệ cửu chuyển luyện thành chưa. Đệ cửu chuyển, có lẽ không có nhanh như vậy a à. Vương An phó doanh chủ lắc đầu, cửu chuyển huyền công đệ cửu chuyển độ khó cực cao, mà cần nguyên khí kinh người, Lâm Tiêu dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, bát chuyển có khả năng là cực hạn của hắn hiện tại, nếu như cho hắn thêm 1-2 năm nữa, chắc chắn sẽ luyện thành, Đến lúc đó trong nguyên chỉ của hắn sẽ có một tia chân nguyên, cấp bậc hóa phàm cảnh có thể chiến thắng hắn không có mấy người. Bạch Hồng Phi phó doanh chủ cười nói, hiện tại xem ra, Lâm Tiêu xác suất chiến thắng cao hơn 8 phần, dù sao hắn còn chưa có thi triển đao ý ra, cũng không biết cổ thần có thực lực gây khó dễ cho hắn hay không. Lâm Tiêu nắm giữ đao ý, thân là phó trại chủ hắn không thể không biết. Trên lôi đài, ánh mắt cổ thần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Xem ra vừa rồi là ta xem thường ngươi. Vốn ta còn chuẩn bị bảo lưu một chiêu này, hiện tại xem ra không thể không sớm thi triển ra, kế tiếp, ta muốn dùng một chiêu này đánh bại ngươi." Thần sắc cổ thần lạnh như băng, giọng nói vừa vang lên, kiếm ý tiểu thành đột nhiên hiện ra, đồng thời khí tức trên người tăng trưởng như bay, trường kiếm trong tay sáng ngời. "Cái gì? Chẳng lẽ cổ thần trước đó còn chưa thi triển toàn lực?" Mọi người trợn mắt há hốc mồm, thần hy kiếm pháp lê minh phá hiểu, đột nhiên khí tức toàn thân cổ thần phóng đại, hắn hét to lên: trường kiếm trong tay đột nhiên bắn ra kiếm khí mở mịt hào quang lốm đa lốm đốm vô cùng sáng lạn giống như mặt trời sáng sớm vừa nhô lên chiếu rọi đại địa hóa thành hào quang đầy trời bao phủ thân thể lâm tiêu đồng thời ánh sáng mặt trời nhô cao ý cảnh bao phủ cả lôi đài ẩn chứa lực lượng cực hạn hủy diệt tất cả kiếm chiêu thật mạnh đây là kiếm pháp gì thần hy ý cảnh không nghĩ tới cổ thần lại lĩnh ngộ ý cảnh này trước đó không ngờ còn không có thi triển ra ngẫm lại cũng phải một kiếm khách lĩnh ngộ kiếm ý hơn nữa còn là kiếm ý tiểu thành, như thế nào không nắm giữ ý cảnh và kiếm ý đáng sợ chứ. Lâm tiêu sắp thua, trên thính phòng có tiếng kinh hô của võ giả, vô cùng rung động. Cách đó không xa, Phu Sơn Hà bị phân tới tổ bầy hết sức khó coi, hắn vốn cho rằng cổ thần đánh bại hắn lúc trước đã thi triển toàn lực, hôm nay xem ra thì ra đối thủ vẫn bảo tồn thực lực. Thú vị, đây là tuyệt chiêu mạnh nhất của ngôi sao. Đối mặt cổ thần phóng xuất công kích đáng sợ, trong lòng Lâm Tiêu lắp đầu, Dùng thực lực của hắn kỳ thật sớm đã có thể phân ra thắng bại, trước đó sở dĩ dây dưa với cổ thần chính là ý thích bản thân thôi, đồng thời cũng muốn bảo lưu một ít thực lực và lá bài tẩy, nhưng hiện tại xem ra nhất định phải phóng xuất chút thực lực rồi. Rất tốt, đã như vậy, vậy một chiêu định thắng bại đi, đao ý ta cũng đã lĩnh ngộ rồi. B.O.A.N.G nói một câu đạm mạc, Lâm Tiêu phóng xuất khí thế lăng lệ, rồi sau đó chém ra một đao, là đao ý của đao khách. Cuồng thú đao pháp hung thú lăng thiên tiếng yêu thú gào thét đinh tai nhức óc vang vọng giữa oi ánh mắt kinh hãi của mọi người một hư ảnh yêu thú như đi ra khỏi man hoang xuất hiện nó gầm thét thật lớn đồng thời lao tới đụng vào kiếm ảnh oanh một tiếng hào quang nghiền nát hư ảnh yêu thú to lớn và kiếm ảnh không ngừng nổ tung nguyên lực tạo thành gió lốc hiện ra chứa óc mặt cổ thần trong ánh mắt kinh hãi của hắn hắn bại ngay lập tức cái gì một chiêu bại trận thật mạnh không nghĩ tới lâm tiêu vẫn giấu kín đạo ý tới bây giờ mới phóng xuất ra thật sự làm cho người ta sợ hãi mà. Xem khí tức đào ý hắn phóng xuất ra, tuyệt đối không chỉ là nhất phẩm, cho dù không có đạt tới tiểu thành cũng không kém xa. Cả khán đài xôn xao, khán giả trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử này che giấu được đủ sâu, tới bây giờ mới đột nhiên bạo phát ra. Xem ra lâm tiêu xâm nhập thiên cương vị trí 36 là không có vấn đề, về phần trước 20 cũng có năm thành hy vọng, phải xem thiên tài tổ khác như thế nào. Hai trọng tài tổ chín mỉm cười nói thầm, thân là trọng tài, bọn họ tự nhiên hy vọng đế quốc xuất hiện nhiều thiên tài đế quốc xuất hiện nhân tài càng nhiều với bọn họ lại càng tốt trong đám người giật mình chỉ có đông phương nguyệt mính trần tinh duệ từ xa sơn là thiên tài của quận hiên giật hoặc là tuyển thủ từng cùng lâm tiêu lịch lãm trong thiên mộng bí cảnh không có bị giật mình dù sao lâm tiêu lĩnh ngộ đao ý bọn họ đã sớm biết rõ hư lâm tiêu vậy mà thắng trên khán đài tứ hoàng tử bách lý huyền nhìn thấy một màn này sắc mặt khó coi lâm tiêu càng mạnh thì nội tâm của hắn càng không thích đông phương nguyệt linh bên cạnh giường như cảm nhận cái gì đó mắt nhìn qua thần sắc bách lý huyền trong nội tâm trầm xuống trên lôi đài cổ thần đứng lên lau máu tươi ánh mắt nhìn chằm chằm vào lâm tiêu ngoi che giấu đủ sâu ta tâm phục khẩu phục sau nửa ngày cổ thần xuất hiện ánh mắt kinh nể thần thái đạm mạc nguyện chịu thua trước đó hắn đã thi triển toàn lực thậm chí ngay cả thủ đoạn che giấu cũng dùng qua kết quả cuối cùng vẫn thua lâm tiêu làm cho hắn tâm phục khẩu phục hơn nữa hắn cũng nhìn thấy ánh mắt bình thản của lâm tiêu sinh ra cảm giác tim đập nhanh hắn có loại cảm giác lâm tiêu chứa óc mặt vẫn chưa thi triển toàn bộ thực lực có lẽ không thể nào đâu âm thầm lắc đầu cổ thần cũng cảm thấy suy nghĩ của mình quá điên cuồng ngươi thực lực không tệ chỉ cần cố gắng chưa hẳn không thể đi xa hơn lâm tiêu bình thản cười cười đi xuống lôi đài trải qua trận đấu vừa rồi hắn đã nhìn ra đều là kiếm ý tiểu thành thực lực cổ thần và thạch giác bị hắn đánh chết trong cổ địa thái thần là sàn sàn nhau nhưng lại hơi yếu hơn cừu vô tình một ít cả hai bất đồng là cổ thần là hóa phẩm cảnh hậu kỳ đại thành mà thạch giác và cừu vô tình là hóa phạm cảnh hậu kỳ đỉnh phong luận thiên phú cổ thần còn hơn hai người này một bậc mạnh sư huynh tiểu tử này thực lực không tệ chỉ sợ là một trong mấy tuyển thủ cao cấp nhất bên cạnh tổ chín một thanh niên mặc võ bào màu xanh được mấy tên tuyển thủ vây lại một người trong đó nhìn qua lâm tiêu đang đi xuống nói ra thanh niên áo xanh chính là mạnh tinh hồn được người ta nhận định chắc chắn lọt vào trước 20 là tiểu tử này, mạnh tinh hồn lạnh nhạt lườm lâm tiêu, thật sự có tài, nhưng mà ta không cần lo lắng, trong tổ chín này đối thủ của ta chỉ có một, người khác chưa đủ tư cách. Mạnh tinh hồn lãnh ngạo nhìn qua bên cạnh lôi đài, tại đó có thanh niên tay cầm trường thương đang ngồi, trên người tỏa ra khí thức làm cho người ta sợ hãi, chính là tuyệt vô danh quận lộ Tây, phong vân bảng giải lần này hắn là một trong người cự đầu trẻ tuổi. mươi 685, kịch chiến khắp nơi một. Ha ha, dùng thực lực mạnh sư huynh tự nhiên không cần đặt tôm tép nhỏ trong lòng, nhưng mà chúng ta cần cẩn thận một ít. Có võ giả cười ha hả, giải vây cho mình. Trận đấu tiếp tục, tổ chín hiệp hai vòng thứ nhất, trận thứ hai vương phong đấu Lưu Vân. Nghe được trọng tài hét to, sắc mặt Lưu Vân hơi đổi. Vương phong chính là tuyển thủ hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, là tuyển thủ đỉnh cấp có thể tiến vào chứa óc 36, mà Lưu Vân chỉ là hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Trận đấu thứ nhất gặp đối thủ như vậy, nội tâm của hắn trầm xuống. Nhưng mà suy nghĩ tới lời Lâm Tiêu khuyên bảo chính mình, Lưu Vân hít sâu một hơi, thần sắc kiên nghị đi lên lôi đài. Với thực lực của hắn muốn tiến vào phong vân bảng 108 vị trí là chuyện cực kỳ gian nan, nếu tự động nhận thua, không bằng tự chủ đi lên chiến đấu một lần, trong khi giao thủ với võ giả mạnh hơn sẽ có kinh nghiệm quý báu, cố gắng tăng thực lực của mình. Ân, dưới lôi đài, vương phong khẽ cho mày, hiển nhiên thật không ngờ Lưu Vân là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong nho nhỏ lại không có nhận thua, chuyện này làm cho nội tâm của hắn khó chịu. Bá, thả người đi vào lôi đài, vương phong sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn chầm chầm vào Lưu Vân, lạnh lùng nói. Tiểu tử, người rõ ràng không có nhận thua, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có thể đối kháng với ta? Lưu Vân hít sâu một hơi, thân sắc kiên nghị, nói. Không thử làm sao biết, cuồng vọng, vương phong khóe miệng cười lạnh, ánh mắt dữ tợn. Đã như vậy, ta sẽ cho ngòi hối hận vì không nhận thua sớm, bại cho ta. Hắn vừa nói xong, vương phong đánh ra một quyền quyền phong phong tỏa lôi đài hóa thành khí xoáy cuồng bạo đánh tới quyền phong đáng sợ làm cơ bắp trên mặt lưu vân vặn vẹo cảm nhận không khí bị chèn ép làm hắn hít thở không thông ngăn cản cho ta lưu vân hét lớn một tiếng toàn lực ngăn cản oanh một tiếng âm thanh nổ tung đáng sợ vang vọng hai chân lưu vân trượt trên mặt đất hắn dùng hai tay ngăn cản một kích này thân thể lui ra sau hơn trăm mét mới dừng lại mà áo bảo ở hai tay đã rách mứa óp hóa thành mảnh vỡ tung bay đầy trời ân vậy mà không có bại vương phong cảm giác mặt của mình nóng rát trong nội tâm tức giận tăng cao lập tức lao tới phong quyền tàn vân lúc hắn lao tới lưu vân mạnh mẽ hét lớn một tiếng điều chỉnh khí tức hai quyền đánh ra hóa thành phong quang đầy trời ngăn cản vương phong oanh nguyên lực cuồng bạo quét ngang lôi đài khí kình làm nguyên lực hộ thân của lưu vân vặn vẹo tóc của hắn bay ngược ra phía sau số tiểu tử vậy mà còn dám phản kháng long ngâm hổ khiếu thần sắc vương phong vô cùng khó coi giống to một tiếng áo bảo toàn thân tung bay đánh ra một quyền giống tiếng gào thét vang vọng thiên địa một hư ảnh mảnh hổ hiện ra trên lôi đài trông rất sống động tỏa ra uy áp khủng bố lập tức xé rách nguyên lực hộ thể của lưu vân đánh hắn bay ra xa ngay sau đó vương phong lại theo sát hiển nhiên không có ý định buông tha lưu vân hai quyền không ngừng nện vào ngực lưu vân phốc phốc lưu vân chật vật bay ngược ra sau áo bảo toàn thân nghiền nát hắn phun máu toi và rơi xuống đất hiển nhiên đã bị trọng thương Vương Phong thắng, hư, xú tiểu tử, về sau nhìn thấy ta nhớ đầu hàng sớm một chút, bớt cho ta động thủ lần nữa. Vương Phong hừ lạnh một tiếng, đồng thời ánh mắt nhìn quét qua một đám võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong cùng hóa phàm cảnh hậu kỳ, ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo mọi người. Lưu Vân, người không sao chớ, Lâm Tiêu vội vàng đi tới trước người Lưu Vân, cẩn thận kiểm tra thương thế, sau đó sắc mặt biến hóa. Vương Phong ra tay vô cùng ác độc, cơ hồ đánh gãy xương ngực và nội tạng của Lưu Vân, cho dù trị liệu kịp trời, Lưu Vân có thể tiếp tục tham gia thi đấu là chuyện không có khả năng, bị loại khỏi phong vân bảng là chắc chắn. Vương Phong này quá tâm ngoan thủ lạt rồi, Lâm Tiêu lạnh lùng đưa mắt nhìn qua Vương Phong, dùng thực lực Vương Phong kỳ thật hoàn toàn có thể đánh bại Lưu Vân mà không làm bị thương quá nặng. Hy vọng trận đấu kế tiếp ngươi không gặp được ta. Sau khi đám người Vương An phó doanh chủ mang Lưu Vân đi trị liệu, Lâm Tiêu đi tới trước mặt Vương Phong lạnh lùng nói. Như thế nào, ngươi cho rằng ngươi nhất định có thể đánh bại ta sao, vì những lời này của ngươi ta chắc chắn sẽ giày vò ngươi thật thảm ngươi có cứ chờ mà xem vương phong lườm lâm tiêu hắn cười lạnh dữ tợn trong vòng đấu loại hắn bại một lần duy nhất trong tay lý giật phong quận hiên giật tự nhiên cũng không có cảm giác tốt với đệ tử quận hiên giật lâm tiêu cười trong nụ cười tràn ngập hàn ý ta rất chờ mong đấy đối mặt với cảnh này tuyển thủ tổ chín không ngừng nắm chặt tay có cười lạnh có thương cảm cũng có không quan tâm trận đấu kế tiếp diễn ra trận tiếp theo quyết đấu là hai gã hóa phàm cảnh hậu kỳ, hai bên vừa vào trận đã đánh nhau kịch liệt, chỉ tiếc hai người thực lực sàn sàn nhau, cho dù tiến công mạnh mẽ cỡ nào cũng khó dứt điểm được, hiển nhiên muốn phân ra thắng bại cần thời gian không ngắn. Nhân thời gian này, Lâm Tiêu cũng quan sát tuyển thủ trên lôi đài khác. Tổ 2, Đoạn Hồng vừa vặn chống lại Tư Không Hạo. Tư Không Hạo là cường giả thành danh lâu năm, ban đầu lúc tiến vào Thiên Mộng Bí cảnh đã là hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, mà Đoạn Hồng chỉ kém hơn hắn một chút, lúc trước thực lực cũng là hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành, ba năm qua đi, đoạn hồng gian khổ tu luyện đã sinh ra biến hóa to lớn, trước đó không lâu đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ, thực lực không kém gì tư không hạo. Ầm ầm, trong tiếng nổ vang kịch liệt, song phương người tới ta đi trên lôi đài, hiển nhiên không ai làm gì được ai. Đoạn hồng trong mấy ngày qua thực lực tăng nhiều a, à. nhìn thấy hai người chiến đấu, Lâm Tiêu khẽ gật đầu, năm đó tiến vào thiên mộng bí cảnh bởi vì có kim minh, khiến cho Lâm Tiêu đối mặt nguy cơ sinh tử nghiêm trọng, đoạn hồng thân là lão đại ca có mấy lần sắp vẫn lạc, trải qua tao ngộ thảm như thế, hắn cũng có nhiều kinh nghiệm hơn. Hôm nay đoạn hồng sớm không còn như lúc trước, chiến đấu với tư không hạo đại khai đại hợp, có phong độ của cao thủ. Tuy đoạn hồng cùng tư không hạo thực lực sàn sàn nhau, nhưng mà nhìn qua thì đoạn hồng chiến thắng sát suất đạt tới bảy thành. Lâm tiêu nhãn lực cỡ nào, vẻn vẹn nhìn một chút đã thấy mánh khóe, đoạn hồng quyền pháp đại khai đại hợp, mà tư không hạo trưởng pháp quỷ dị khó lường, cả hai mặt từ ngoài nhìn thì không phân cao thấp, nhưng theo thời gian qua đi, ưu thế của đoạn hồng càng lớn, dần dần chiếm cứ chủ động, mà trưởng pháp tư không hảo tuy hiện tại lợi hại, nhưng không phải chính đạo, ưu thế từ từ suy yếu. Số tiểu tử, hiện tại ta cho rằng ta không làm gì được ngươi sao. Mắt thấy mình chậm chạp không thắng được đoạn hồng, tư không hảo đã tức giận, sắc mặt của hắn dữ tợn. mươi 686, kịch chiến khắp nơi 2. Lúc trước thua trong tay lâm tiêu, không nghĩ tới bây giờ gặp đoạn hồng nhìn không vừa mắt cũng không làm gì được, làm cho trong lòng của hắn cảm thấy sỉ nhục và tức giận si mị ma vực tư không hạo điên cuồng kêu to toàn thân bắn ra sương mù màu đen cuối cùng hình thành hư ảnh quỷ quái dữ tợn phát ra tiếng kêu bén nhọn lao tới tấn công đoạn hồng đoạn hồng không hoảng hốt bất loạn vững bước lui về phía sau hai quyền đánh ra liên tục tiến công tư không hạo đáng chết diệt nhìn thấy tuyệt chiêu mạnh nhất của mình không có hiệu quả tư không hạo nổi giận đồng thời tiến công điên cuồng hoàn toàn mất đi tiết tấu vừa rồi Chương 484, Mạnh tinh hồn, tỷ lệ thắng của đoạn hồng tăng lên tới chín thành. Lắc đầu, Lâm Tiêu coi cười vui vẻ. Quả nhiên, sau một lát đoạn hồng không ngừng nắm lấy cơ hội, trong ánh mắt tinh mang lóe lên, quyền thứ nhất đánh tan thế công của Tư Không học quyền thứ hai đánh lên nguyên lực hộ thể của hắn, quyền thứ ba đánh hắn bay ra ngoài, đạt được thắng lợi. Tổ năm, Trần Tinh Duệ đấu tể thiểu kiệt, tà ý thiên hạ, Trần Tinh Duệ chiếm cứ chủ động, trong đao mang mờ mịt man theo tà ý vô cùng nồng đậm, trong đó ẩn chứa khí tức đao ý quỷ dị đao ý mục nát xâm lãnh như đông kết hư không lại khiến người ta sợ hãi nát cho ta tề thiểu kiệt cũng không cam chịu yếu thế hai chân đá ra cước ảnh đầy trời giống như núi cao nặng nề không ngừng đánh mạnh về phía trước thế công vô cùng uy mãnh lập tức đá nát đao mang của trần tinh duệ đồng thời cước ảnh càng ngày càng nhiều không ngừng bao phủ đối phương trần tinh duệ mặt không biểu tình đao quang thứ hai chém ra tà vương thiên hạ phốc phốc, đao mang hùng hậu như phá tan thiên địa, ẩn chứa hàn ý rét lạnh thấu xương, đao khí màu xám chém ra đầy trời, chém nát quốc ảnh đầy trời, đánh tan tất cả. Định đô giang sơn, ầm ầm, cước ảnh và đao quang đụng vào nhau, tất cả đều nát bấy, hóa thành nguyên lực phong bạo đầy trời, không ngừng bắn ra bốn phương tám hướng. Lại đến, một chiêu này bại ngươi, tề thiểu kiệt kêu to, hắn suốt một cước cực mạnh, cước ảnh giống như hung thú khủng khiếp đạp tới, đạp nát tất cả ngăn cản lúc này Trần Tinh Duệ quát to lên, tà vương vô địch, oanh một tiếng, một đạo đao mang dài vài trường hiện ra, ẩn chứa đao ý vô cùng đáng sợ và xâm lãnh, hư không rung động lắc lư, chém nét cước ảnh đầy trời, rồi sau đó chém vào người tề thiểu kiệt. Phốc phốc, nguyên lực hộ thể ở ngực tề thiểu kiệt nhìn nát, miệng phun máu toi, bay ngược ra phía sau. B.O.A.N.G. Trần Tinh Duệ thu đao vào vỏ, trọng tài tuyên bố kết quả sau đó rời khỏi lôi đài. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Tiêu mỉm cười, nói. Thực lực Trần Tinh Duệ không tệ, đao ý đã đạt tới nhị phẩm, tuy cách tiểu thành còn một đường, nhưng mà hắn kết hợp với tà vương đao cũng biến thành cao thủ không kém, tiến vào phong vân bảng lần này không thành vấn đề, còn đi được bao xa phải xem hắn thôi. Trừ chuyện đó ra, tổ tám chu chỉ vận khí không tệ, gặp phải một gã hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, dễ dàng giành được thắng lợi. Cùng tổ tám, đông phương nguyệt mính càng không cần phải nói, đối thủ của nàng còn chưa có lên lôi đài, sau khi nhìn rõ đối thủ là nàng thì nhanh chóng nhận thua, làm cho Đông Phương Nguyệt Mính thắng trận đầu vô cùng dễ dàng. Trận đấu tiếp tục, trong mấy vòng đấu kế tiếp, đối thủ Lâm Tiêu đều không tính quá mạnh mẽ, sau khi nhìn thấy thực lực khủng bố của Lâm Tiêu, lại muốn bảo toàn thực lực cho nên nhận thua, cũng làm cho Lâm Tiêu thắng vô cùng dễ dàng. Trừ chuyện này ra, Tổ Chín đạt được thắng lợi liên tục còn có tuyệt vô danh, Mạnh Tinh Hồn và Vương Phong. Tổ Chín hiệp 2, vòng thứ 5 trận thứ 3, Mạnh Tinh Hồn đấu cổ thần. Mạnh Tinh Hồn đấu với cổ thần, lại là một hồi long tranh hổ đấu. Long tranh hổ đấu không tính, cổ thần thực lực không kém, có thực lực trùng kích thiên cương 36 vị trí, nhưng đấu với mạnh tinh hồn còn chưa đủ nhìn. Sắc thực, trong vòng đầu tiên, không có tuyển thủ nào tiếp được ba chiêu của mạnh tinh hồn, kể cả là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành cũng giống như vậy, phong vân bảng lần này hắn tuyệt đối xếp trước 20. Hiện tại lo lắng duy nhất chính là, cổ thần có thể tiếp mấy chiêu của mạnh tinh hồn. Ngồi trên khán đài không ngừng nghị luận, sắc mặt cổ thần khó coi, chữ óc đó hắn bại trong tay lâm tiêu, nếu như thua trận này chẳng khác gì thua hai trận, hiện tại mới vòng thứ năm, nếu như sau đó gặp đối thủ đáng sợ như tuyệt vô danh thì hắn không có khả năng tiến vào 108 vị trí, trực tiếp bị loại bỏ ở vòng 1, cho nên phải toàn lực ứng phó. Bá, trên khán đài, ánh mắt cổ thần nhìn chằm chằm vào mạnh tinh hồn, mà mạnh tinh hồn thì biểu lộ lạnh lùng, thần sắc bình thản, dường như không có đặt cổ thần vào mắt. Trận đấu bắt đầu, lúc này trọng tài tuyên bố, một tiếng ẩm vang, toàn thân cổ thần tỏa ra kiếm ý vô cùng lăng lệ, kiếm ý tiểu thành không ngừng tạo thành kiếm vóng, cùng lúc đó khí thế cổ thần phóng đại, nhắm ngay mạnh tinh hồn lao thẳng tới. Thần hy kiếm pháp lê minh phá hiểu, bay vút tới, sắc mặt cổ thần ngưng trọng, kêu to, trường kiếm trong tay tỏa ra hào quang rậm rạp chẳng chịt, hào quang lốm đa lốm đốm, làm người xem cảm thấy lóa mắt, chẳng khác gì mặt trời vừa ló dạng, kiếm quang chém thẳng vào thân hình mạnh tinh hồn. Cùng lúc đó, một tia sáng mặt trời bao phủ toàn bộ lôi đài biết rõ đối phương cường đại cho nên ngay đầu trận đấu cổ thần theo bản năng thi triển kiếm ý tới mức cực hạt thúc giục thần hy kiếm pháp mạnh mẽ nhất ý đồ chiếm cứ thuận phong trên khán đài vô số người xem ánh mắt tỏa sáng cổ thần không ngờ thi triển thần hy kiếm pháp cùng với kiếm ý tiểu thành xem ra hắn cũng biết mạnh tinh hồn cường đại chuẩn bị liều mạng tuy cổ thần lúc trước thua trong tay lâm tiêu nhưng thực lực lại không thể khinh thường tuyệt đối là top 5 của tổ chín nhưng vẫn còn kém mạnh tinh hồn rất nhiều người xem chờ mong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lôi đài, không dám bỏ qua chút hình ảnh nào đó. Trên lôi đài, đối mặt thế công đáng sợ của cổ thần, mạnh tinh hồn vẫn biểu lộ lạnh lùng như cũ, hai mắt không mang theo cảm tình, đồng thời thân hình hắn lù lù bất động, đối mặt công kích của cổ thần không thèm quan tâm tới. Xíu, yêu yêu, lập tức kiếm quang của cổ thần chém ra, sắp chém chúng mạnh tinh hồn, đúng lúc này mạnh tinh hồn cũng hành động, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra hào quang đáng sợ. Vù vù vù. Đôi móng vuốt màu bạc hiện ra sau lưng hắn, móng vuốt thép xé rách trường không, biến ảo trào ảnh đầy trời, trào ảnh trùng trùng điệp điệp tụ hợp, tạo thành một móng vuốt thép cực lớn bao phủ bầu trời, một hư ảnh con rồng đột nhiên xuất hiện, gầm thét lao tới cắn xé kiếm quang của cổ thần. Oanh một tiếng, kiếm ý tiểu thành có chữ ý cảnh thần hy tiên nắng ban ma, bị nghiền nát, ngay sau đó thế đi hư ảnh hình rồng không giam, một ngụm cắn vào nguyên lực hộ thể của cổ thần, đánh hắn bay ra ngoài. Chương 687, kịch chiến khắp nơi ba phốc phốc, lưng của hắn chạm vào vòng bảo hộ màu xanh, cổ thần phun máu toi, trong mắt bắn ra hào quang không dám tin tưởng. Vậy mà bại, người xem to ẩn trường hoàn toàn yên tĩnh, trợn mắt há hốc mồm, lặng ngắt như tờ. Bọn họ từng nghĩ tới hai bên sẽ giao thủ kinh thiên động địa, lại không bao giờ nghĩ tới lại chấm dứt nhanh như thế, một chiêu, chỉ một chiêu, cổ thần trong tổ chín xếp trước năm, thực lực đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, hơn nữa lĩnh mộ kiếm ý tiểu thành, mạnh tinh hồn dùng một chiêu đánh bại hắn. Quá mạnh mẽ, mạnh tinh hồn quá mạnh mẽ, tuyệt đối là tồn tại trước 20 trong phong vân bảng lần này. Há chỉ là trước 20, là top 15, không đúng, nói không chừng có thể khiêu chiến cự đầu trẻ tuổi trước top 10 đấy. Trước mắt còn chưa có thiên tài đỉnh cấp nào giao thủ với các cự đầu trẻ tuổi, cho nên còn khó mà nói, nhưng mà xem thực lực mạnh tinh hồn, nói không chừng thật sự có thể đọ sức với cự đầu trẻ tuổi một phen. Hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành cùng hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong chỉ kém nhau một cấp bậc, với tư cách thiên tài trong thiên tài, những người này có thể khiêu chiến cự đầu trẻ tuổi. Chúng ta mỏi mắt mong chờ, lúc này tất cả người xem tâm huyết bành trướng, cho tới bây giờ, còn không có xuất hiện người nào nghi ngờ mạnh tinh hồn sẽ tiến vào top 20, còn có thể khiêu chiến cự đầu trẻ tuổi, chuyện này làm bọn họ vô cùng chờ mong. Hừ, tuyệt vô danh đứng dưới lôi đài tổ chín nghe nghị luận thì hừ lạnh, trong tiếng hừ này mang theo khinh thừa âm và khinh miệt. Đáng chết, mạnh tinh hồn vì sao mạnh như thế? Trừ tuyệt vô danh, đám tuyển thủ tổ chín còn lại nhìn mạnh tinh hồn với ánh mắt kính sợ trừ cự đầu trẻ tuổi tuyệt vô danh quận lộ tây ra hiện tại tổ chín thêm một mạnh tinh hồn bọn họ không cách nào chiến thắng các trận đấu sau trực tiếp buông tha gặp được hắn tỷ số thắng của ta chưa đủ ba thành vương phong sắc mặt khó coi trong nội tâm âm thầm hy vọng chính mình không nên gặp đối phương trong trận đấu kế tiếp không có người nhìn thấy tuyển thủ tổ chín trừ lâm tiêu biểu lộ bình thản ra các trận đấu trước hắn không có động dung bộ dáng phong đạm vân khinh Trận đấu tiếp tục, mươi 485, một quyền đánh bại. trước lôi đài tổ 9, mấy trận đấu khác cũng chấm dứt. Tổ 9 hiệp 2, vòng thứ 5 trận thứ 8, Lâm Tiêu đấu Vương Phong. Bảy cuộc tranh tài chấm dứt, rốt cuộc đến phiên Lâm Tiêu lên sân khấu. Trên lôi đài, nghe đột trọng tài gọi tên mình thì Lâm Tiêu khẽ giật mình, chợt hắn đi lên lôi đài. Bá, Vương Phong không cam lòng yếu thế, theo sát phía sau, bay vút lên lôi đài. Xem ra lão thiên gia cũng không chiếu cố ngươi lâm tiêu bình thản mở miệng nói những lời này hẳn là ta ta nói nếu như ngươi gặp ta trong trận đấu ta nhất định sẽ giải vào ngươi vương phong lạnh lùng cười cười ánh mắt bắn ra hàn quang ở tổ chín làm hắn sợ hãi chỉ có hai người tuyệt vô danh cùng mạnh tinh hồn về phần lâm tiêu tuy hắn kiêng kỵ nhưng không phải là sợ hãi a à, lâm tiêu nhíu mày b o a n g trước mặt mọi người ơi lâm tiêu thu đao vào vỏ đem thái huyền đao đặt ra sau lưng hoàn toàn không có ý định dùng vũ khí Lâm Tiêu định làm cái gì? Vì sao thu chiến đao? Nói đùa gì vậy? Chẳng lẽ hắn muốn nhận thua? Muốn nhận thua cũng không cần phải đi lên lôi đài A. Ngồi xem dưới đài nhìn thấy hành động của Lâm Tiêu thì khẽ giật mình, chợt nhao nhao nghi hoặc lên tiếng. Vương Phong cũng nhíu mày, hiển nhiên không hiểu ý của Lâm Tiêu. Đối phó người còn không cần dùng đao, miễn làm bẩn thái huyền đao của ta. Lâm Tiêu bình thản mở miệng, mặt không biểu tình, người quen thuộc hắn cũng biết, hắn đã giận thật rồi. Cái gì, Lâm Tiêu điên rồi sao? Người dưới lôi đài trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Bạch Hồng Phi phó doanh chủ cũng chấn động, không hiểu gì cả. Thú vị, mà Tuyệt Vô Danh cùng Mạnh Tinh Hồn khóe miệng cười lạnh, hiển nhiên hiếu kỳ với hành động của Lâm Tiêu. Cuồng vọng, gương mặt Vương Phong đỏ bừng, giống như biến thành gan heo, hắn thân là hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, cơ hồ có thể tiến vào thiên cương vị trí 36, làm sao chịu được vũ nhục như thế? Là chính người muốn chết, ta sẽ để ngươi hối hận vĩnh viễn giọng nói dữ tợn, đáng sợ vang lên, vừa nói xong, vua ơn phong đã ra tay. Long tranh hổ đấu, giống, tiếng kêu gào vang vọng thiên địa, một hư ảnh long hổ hiện ra trên lôi đài, uy áp khủng bố tỏa ra, ánh mắt phương phong nhìn lâm tiêu đầy khinh thường, nhưng chân chính ra tay thì không lưu thủ, hiển nhiên dùng toàn lực. ầm ầm, một đạo quyền mang đột nhiên xuất hiện, không chờ hư ảnh hình rồng hiện ra hoàn toàn, hư ảnh đã bị đánh nát ngay lập tức, tán loạn trong không khí. Tất cả khí kình đánh tới, lâm tiêu đi từng bước về phía đối thủ ồ quyền pháp của lâm tiêu dường như cũng không yếu a à. người xem giới đài không ngừng kinh nghi vương phong biến sắc long hành hổ bộ siêu 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 không có giao phong chính diện với lâm tiêu thân ảnh vương phong không ngừng lập lòe trên lôi đài hóa thành từng đạo tàn ảnh bao phủ thân thể lâm tiêu hống 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 nguyên lực làm cho người ta sợ hãi tỏa ra quyền ảnh tràn ngập nó giống như sóng biển xô bờ bao phủ thân hình lâm tiêu trong chốc lát cả lôi đài là tiếng gầm của long và hổ quyền phong đánh không khí nổ vang kịch liệt. Nhưng mặc cho vương phong tiến công như thế nào, lâm tiêu biểu lộ vẫn bình thản như nước, hai quyền quét qua đánh tan toàn bộ quyền ảnh của vương phong thành phấn vụn, không cách nào tới gần hắn mảy may, hắn đi từng bước về phía trước. Tiểu tử này không cần chiến đao, vì sao thực lực mạnh như thế? Gương mặt vương phong dữ tợn, lâm tiêu có tạo nghệ quyền pháp hiển nhiên vượt qua tưởng tượng của hắn. Hổ bào long quyền, giống to một tiếng giận dữ, vương phong thi triển chiêu mạnh nhất của hắn. ầm ầm Tiếng long hổ gầm thét vang vọng thiên địa, Vương Phong tìm đúng cơ hội, trong nháy mắt Lâm Tiêu ra tay thì đánh ra mấy quyền, quyền áp đáng sợ tung hoành, phút chốc đánh tới trước mặt Lâm Tiêu, làm cho Vương Phong vui mừng là, đối mặt với quyền phong đáng sợ của hắn, Lâm Tiêu giống như ngây ngốc, không có phản ứng gì cả. Bại cho ta, oanh một tiếng, một quyền của Vương Phong đánh thẳng vào ngực Lâm Tiêu. Ha ha, cho người cuồng vọng, cút xuống cho ta. Vua ơn Phong cảm giác quyền của mình đánh mạnh vào người Lâm Tiêu, Vương Phong cuồng hỉ, Nhịn không được cười ra tiếng, hắn cảm nhận được lực phản chấn mạnh mẽ từ thân thể của Lâm Tiêu, chỉ một thoáng khí lưu cuồng bạo quét qua tất cả, ẩn chứa nguyên lực vô tận như núi lửa phun trào, Vương Phong khu động nguyên lực đánh vào người Lâm Tiêu, ý đồ nổ nát kinh mạch và nội tạng Lâm Tiêu. Nhưng mà ngay sau đó, biểu lộ của Vương Phong lập tức cứng lại. Trên lôi đài, Lâm Tiêu không chút sức mẻ, mặc cho hắn trùng kích thế nào, nguyên lực trong cơ thể tuôn trào ra sao, thân hình Lâm Tiêu vẫn lù lù bất động, mặt không biểu tình trong cảm giác của vua ưng phong, lâm tiêu trước mặt hắn chẳng khác gì toàn núi cao, nguy nga không ngã, mà hắn dùng quyền kình đánh vào ngồi lâm tiêu như đá chìm vào biển cả, họ an toàn không làm được gì. chương 688, Tinh Anh quyết đấu 1. Đây là công kích của ngôi sao, quá yếu, ta sẽ cho ngôi biết một chút thế nào gọi là quyền pháp. Lâm tiêu khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn qua vương phong đầy thương cảm, khí kình lập tức bành trướng. Cái gì, ta nhận, vương phong hoảng sợ thất sắc, há miệng muốn nhận thua. Đáng tiếc hắn nói chuyện mau hơn nữa cũng không nhanh bằng Lâm Tiêu tấn công, vào lúc hắn nói chuyện thì một quyền của Lâm Tiêu đã đánh tới. Man Vương phách quyền di sơn đảo hải, ầm ầm, trong hư không có hư ảnh trùng trùng điệp điệp, không ngừng xuất hiện, như mặt biển, như ngọn núi cao lớn nguy nga, các cảnh vượng không ngừng tấn công vô âm phong. Oanh một tiếng, trong ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người oi, Vương Phong bay đi như diều đứt dây, miệng hắn không ngừng phun máu tươi, rồi sau đó hắn như đống bùn nhão rơi xuống đất. Trước mắt bao người, Lâm Tiêu lạnh nhạt phủi cho bụi trên người, rời khỏi lôi đài. Một cơn gió nhẹ thổi qua, toàn trường yên tĩnh. Chuyện này, một quyền đánh bại, Lâm Tiêu không phải đao khách sao? Vì sao quyền pháp đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ quyền pháp là sát chiêu của hắn, đao khách chỉ là che giấu tai mắt người ta? Nói đùa gì vậy? Một gã võ giả luôn luôn có sở trường, không có khả năng đa dạng cùng nhau phát triển. Một môn trí cường đại là chân lý, nhưng Lâm Tiêu chẳng những lĩnh ngộ đao ý, Tạo nghệ quyền pháp khủng bố như thế, đúng là quá đáng sợ rồi. Dùng thực lực của hắn, tuyệt đối có thể tiến vào trước 20 phong vân bảng. Một lát sau, cả khán đài truyền ra tiếng xôn xao như sấm sét Đây là quyền pháp gì, trại huấn luyện của chúng ta không có quyền pháp này. Trên khán đài, Bạch Hồng Phi Phó Doanh Chủ cũng là ngạc nhiên, ngay cả hắn cũng không biết tạo nghệ quyền pháp của Lâm Tiêu khủng bố như thế. Nguyên Chí Sĩ Phó Doanh Chủ thần sắc kích động, cười ha ha. Đây không phải là vũ khí trại huấn luyện chúng ta, hẳn là hắn trong khoảng thời gian này lịch lãm rèn luyện đã thu hoạch được. Vương An phó doanh chủ cũng tươi cười. Xem ra, quận hiên giật chúng ta chẳng những có lý giật phong tiến vào trước 20 phong vân bảng, lâm tiêu cũng hoàn toàn có thể, kể từ đó quận hiên giật chúng ta lần này có 3 người tiến vào trước 20 rồi. Không nên cao hứng qua sớm, căn cứ quan sát hiện tại, tuy thực lực lâm tiêu đầy đủ, nhưng còn phải xem vận khí, rất nhiều tuyển thủ ẩn nấp thực lực. Bạch Hồng Phi phó doanh chủ tuy hưng phấn, nhưng vẫn còn lý trí nói thì nói như thế nhưng hy vọng của lâm tiêu không thấp a à. nguyên trí sĩ phó doanh chủ ba người vẻ mặt tươi cười sang giác cách đám người bạch hồng phi phó doanh chủ không xa tứ hoàng tử bách lý huyền nhìn thấy cảnh này thì bóp nát lan can ghế của mình trong ánh mắt tản mát hàn quang không nghĩ tới tiểu tử này che giấu đủ sâu thậm chí có hy vọng xâm nhập trước hai mươi phong vân bảng bởi như vậy muốn đánh chết hắn độ khó quá lớn rồi trong lòng bách lý huyền nói thầm ánh mắt băng lãnh trên lôi đài, nhân viên cứu trợ kiểm tra thương thế Vương Phong thì hít khí lạnh, thương thế của Vương Phong quá nghiêm trọng, chẳng những xương sườn vỡ tan, gân mạch đứt đoạn, ngay cả nội tạng cũng vỡ không ít, cho dù trị liệu khỏi và tham gia thi đấu, cũng tuyệt đối không có khả năng xâm nhập phong vân bảng, sau khi bị thương hắn ngay cả tuyển thủ hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong cũng đánh không lại. Lâm Tiêu, người ra tay hung ác trong trận đấu, người quá hung tàn rồi. Nhân viên công tác quận Võ Uy nhìn qua Lâm Tiêu sau đó tức giận quát lên. Lâm Tiêu lạnh lùng lườm đối phương, có sao, nếu có bất mãn gì thì các ngòi cứ lên đài chủ tịch mà nói, ta một không có hạ sát thủ, hai không có tấn công khi đối thủ nhận thua hoặc mất sức chiến đấu, thật sự muốn trách thì trách Vương Phong không có ánh mắt, không có nhận thua, chết cũng đáng. Ngươi, mấy tên nhân viên công tác quận võ uy nghẹn lời, nhưng lại không biết nên nói cái gì, căn cứ quy củ thì không thể định tội Lâm Tiêu. Được rồi, nhân viên không quan hệ xin rời lôi đài, tổ chín phải tiếp tục chiến đấu. Trọng tài tổ chín nhíu mày, đám người quận võ Uy chừng lâm tiêu rồi sau đó thối lui. Đông Phương Hiên Viên, đệ tử quận Hiên giật các ngươi đều là tố chất này sao? Trên đài hội nghị, quận vương Tương Thiên Thần của quận võ Uy quát lên. Vương Phong chính là tuyển thủ nổi bật của quận võ Uy, tuy không cách nào tiến vào trước 20, nhưng tiến vào 36 vị trí thiên cương vẫn có hy vọng, nhưng bị Lâm Tiêu đánh thành như thế, Vương Phong đừng nói tiến vào bài danh thiên cương chỉ sợ tiến vào phong vân bảng trước 108 vị trí cũng khó có khả năng, quận của hắn không công tổn thất tuyển thủ bài danh thiên cương bảo sao tương thiên thần không tức giận cho được. Đông phương hiên viên quận vương cười ha hả, nói, tuyển thủ quận hiên giật tố chất đương nhiên là có, nhưng mà phải xem với kẻ nào, đối với tuyển thủ bình thường đương nhiên sẽ có tố chất tốt, nhưng mà chẳng lẽ đối với súc sinh cũng giảm tố chất sao? Vương Phong nếu như lúc trước không hạ độc thủ với Lưu Vân Quận Hiên giật thì sao lâm vào kết cục này, Tông Thiên Thần, đây chính là thành tinh túc, có số mệnh bao phủ, cái này gọi là báo ứng A. À. Ngươi, tương thiên thần giận tím mặt, khí tức đáng sợ tỏa ra, tùy thời sẽ động thủ. Tương thiên thần, ngươi muốn làm cái gì, nơi này chính là nơi thi đấu phong vân bảng. Trên trung ương đài chủ tịch, vũ vương bách lý chiến quát lên, ánh mắt cảnh cáo làm khí tức tương thiên thần cứng lại. Hừ, hừ lạnh một tiếng, mắt tương thiên thần lộ hung quang, nhưng không thể làm gì. Trận đấu tiếp tục tiến hành, mấy vòng kế tiếp lâm tiêu lại rảnh rỗi, bởi vì lúc trước đánh với Vương Phong, làm cho tuyển thủ tổ chín không ai dám đấu với hắn, không chút do dự đầu hàng, làm Lâm Tiêu thanh tĩnh. Nhưng mà Lâm Tiêu thanh tĩnh, tuyển thủ có quan hệ với Lâm Tiêu gặp đối thủ mạnh. Trần Tinh Duệ gặp được Trần Diệu Quang là người có thể an ổn tiến vào chứa ức 20. Tà Vương đao Tà Vương vô địch, biết rõ đối phương đáng sợ, Trần Tinh Duệ không dám khinh thường, vừa ra tay đã là thức thứ ba Tà Vương đao Tà Vương vô địch. Đao Quang chém thẳng vào Trần Diệu Quang diệt, Trần Diệu quang mặt không biểu tình, trường côn trong tay quét qua, đao quang đánh tới bị đánh nát, khí lưu tán loạn rồi tiêu biến mất, Trần Diệu quang bước chân ổn trọng, thân hình cao ngất. Sắc mặt Trần Tinh Duệ ngưng trọng, hắn cô động nhị phẩm đao ý tới mức tận cùng, đồng thời vận chuyển nguyên lực trong người tới cực hạn, to ẩn thân tỏa ra khí tức xâm lãnh, hai tay của hắn giơ lên cao, khí tức hủy diệt phóng lên trời. Thiên tà đao thiên tà vi tôn, ông, chiến đao đánh xuống, hư ảnh bóng người hiện ra, hư không rung động, thân hình cao lớn. Trong 2-3 năm qua, Trần Tinh Duệ khổ luyện đao pháp, hắn lại nắm giữ một môn vũ kỹ mới, uy lực hơn sa tả vương đao, đây là lần đầu tiên thi triển trong trận đấu. Khí thế không tệ, đáng tiếc cảnh giới quá thấp, chương 689, Tinh Anh quyết đấu 2. Trần Diệu Quang cẩn thận quan sát, rồi sau đó lắc đầu, mặt không biểu tình đánh ra một côn. Hỏa Long Diệu Thiên, phanh một tiếng, một hư ảnh cự long xuất hiện, gầm thét đánh lên hư ảnh bóng người, hỏa diễm bốc lên, đao quang của Trần Tinh Duệ tầng tầng nghiền nát, hỏa diễm thế đi không giảm, lập tức đánh thẳng vào Trần Tinh Duệ. Thực lực không tệ, có thể ở hóa phàm cảnh hậu kỳ bức ta sử dụng chiêu này, người là người đầu tiên, trở về lại khổ luyện vài năm, chưa hẳn không thể hò hét thiên hạ. Nói xong câu này, Trần Diệu Quang đi xuống lôi đài. Tổ 9, Chu chỉ đấu với Tần Khinh, Lạc Diệp Tân phân kiếm pháp, Chu chỉ ra tay toàn lực, thân hình phiêu động và kiếm quang đầy trời, như mộng như ảo, cực kỳ sáng ngời kiếm quang hóa thành lá rụng đầy trời, khó phân biệt sát cơ. Mai hương khổ hàn, bá, tần khinh là nữ tử dùng đao, thân mặc bạch y giống như mai vàng trong tuyết, đao trong tay nàng dài ba thước sáu thốn, rộng ba chỉ, mỏng như cánh ve, nhìn qua như thanh kiếm, một đao chém ra, đao mang lóng lánh, trong hư không xuất hiện một đóa hoa mai, xoay tròn chui vào trong lá rụng của chu chỉ. B.O.A.N.G. Một đao chém ra, tần khinh thu đao lại, phanh, lá rụng đầy trời phiêu tán, đao quang hoa mai trắng lóe lên tức thì chu chỉ giật mình dừng lại ở mi tâm của nàng có một giọt máu toi chảy xuống đa tả các hạ hạ thủ lưu tình ta nhận thua chu chỉ buồn vô cớ nhận thua nàng biết rõ mới vừa rồi là đối phương lưu tình nếu không chỉ bằng đao kia đã đánh chết nàng rồi tần khinh quả nhiên có thể an ổn tiến vào chứ ức hai mươi thực lực thật sự là đáng sợ còn phải nói chu chỉ còn yếu quá mới vào hóa phàm cảnh hậu kỳ chỉ sợ còn không thể bước tần khinh dùng toàn lực trước khi có hai gã hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành cũng bị tần khinh dùng hai đao đánh bại, căn bản không có sức hoàn thủ. Đánh tới bây giờ, chín thành võ giả gặp trẻ tuổi cự đầu đều nhận thua, cho dù không nhận thua cũng vô vọng thắng, tuyển thủ thực lực vẻn vẹn hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong căn bản không thể ngăn được một kích của bọn họ, đương nhiên sẽ không dẫn tới người xem kích động cỡ nào. Mau nhìn, tổ bốn Lý Giật Phong đấu mặc thanh hiên, Lý Giật Phong không có nhận thua. Đúng lúc này, trên khán đài có tiếng kinh hô, cái gì, lý giật phong đấu mạc thanh hiên trời ơi rốt cục có một đời tuổi trẻ đấu với trẻ tuổi cự đầu thật đáng xem mạc thanh hiên là truyền nhân phái thông thiên kiếm tuy phái thông thiên kiếm tại đế quốc tên không nổi danh nhưng vẫn là một trong mấy đại tông phái cao cấp nhất tuyệt đối không thể khinh thường mạc thanh hiên khí thế càng kinh khủng đuổi thẳng la thiên đô một trận chiến này sẽ rất đặc sắc a à, cơ hồ toàn trường sôi trào ánh mắt mọi người nhìn qua tổ bốn trên lôi đài tổ bốn mạc thanh hiên cùng lý giật phong đứng nhìn nhau ngươi không có nhận thua mạc thanh hiên đạm mạc nói lý giật phong nắm chặt trường kiếm trong tay toàn thân tỏa ra khí chất lăng lệ của kiếm khách nói thân là kiếm khách há có thể không chiến mà hàng mạc thanh hiên kinh ngạc nhìn lý giật phong chợt hắn lần đầu tiên cười lên trong ánh mắt bắn ra tinh quang sắc bén nói nói đúng thân là kiếm khách phải có tinh thần của kiếm khách trong mắt của ta những tuyển thủ sử dụng kiếm đầu hàng chẳng xứng là kiếm khách ngươi là kiếm khách đầu tiên gặp ta không đầu hàng xứng cho ta dùng kiếm Vừa nói xong, đột nhiên thân hình Mạc Thanh Hiên bắn ra khí thế đáng sợ, Lý Giật Phong cảm giác Mạc Thanh Hiên hiện tại biến hóa, nếu như ngay từ đầu hắn là thanh kiếm trong vỏ, như vậy giờ khác này hắn là bảo kiếm ra khỏi vỏ, bắn ra hào quang sắc bén. Người ra tay đi, Mạc Thanh Hiên bình thản nói, trên lôi đài, sắc mặt Lý Giật Phong biến hóa, nhìn qua Mạc Thanh Hiên đối diện, giờ phút này Lý Giật Phong cảm giác duy nhất là đáng sợ, loại cảm giác đáng sợ này thật mãnh liệt, thậm chí còn đáng sợ hơn đối mặt kim thương tình trong cổ địa thái thần, mạnh tới mức hắn không dám rút kiếm ra, đây là một loại áp chế khi đối mặt với người có tu vị kiếm đạo cao hơn. Trên đời này vẫn có kiếm khí đáng sợ như vậy, Lý Giật Phong tâm thần rung rung, còn chưa động thủ, hắn đã có xúc động rút lui. Không, Lý Giật Phong ta không thể như vậy, chỉ là khí thế thì không thể ép buộc ta được. Trong nội tâm gầm lên giận dữ, Lý Giật Phong vốn rung động, bây giờ đã trở nên kiên nghị. Âm ầm một đạo kiếm ý mạnh tới mức tận cùng từ trong người Lý Giật Phong bạo phát ra, trên đỉnh đầu Lý Giật Phong xuất hiện hư ảnh cự kiếm, đứng vững trong thiên địa. Kiếm ý thật mạnh, đây là tứ phẩm kiếm ý, kiếm ý của Lý Giật Phong đã đột phá lên tứ phẩm. Có thể tiến vào chữ ức 20 đúng là đáng sợ, tứ phẩm kiếm ý tuy hơn tam phẩm kiếm ý tiểu thành một bậc, nhưng đã vượt qua giai đoạn kiếm ý sơ cấp, đã khác nhau về bản chất. Hai người còn chưa ra tay, ta vì sao có cảm giác huyết dịch sôi trào. Trên khán đài, người xem nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm vào lôi đài chỉ sợ bỏ qua cái gì đó trên lôi đài lý giật phong thi triển tứ phẩm kiếm ý tới mức tận cùng được kiếm ý ra trì ánh mắt hắn kiên định hơn cuối cùng tỏa ra hào quang sáng ngời bạo dương kiếm pháp kiếm đoạn hoành sơn một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên hai tay lý giật phong giơ trường kiếm lên cao toàn thân bắn ra hỏa diễm nóng rực nhắm ngay mặc thanh hiên chứa mặt chém tới xoẹt hư không như bị kiếm này chém vỡ ra một đạo kiếm quang dài vài chục trượng hiện trên không trung, tung hoành vô địch, đoạn núi phá biển, mang theo uy thế không tưởng đánh thẳng vào Mạc Thanh Hiên. Sang rác, kiếm quang chiếu rọi, Mạc Thanh Hiên mặt không biểu tình, tay phải nắm chuồng kiếm bên hông, rồi sau đó chém ra một chiêu. Phốc phốc, kiếm quang sáng lên, một đạo kiếm quang thật nhỏ từ kiếm của Mạc Thanh Hiên bắn ra ngoài, phút chốc bổ vào kiếm quang to lớn của Lý Giật Phong, kiếm quang Lý Giật Phong đánh ra không ngăn cản được bao lâu thì tan rã. Đối mặt với cảnh kinh người này, Lý Giật Phong mặt không biểu tình, chậm rãi tiến lên phía trước, nguyên lực toàn thân không ngừng thiêu đốt, không ngừng tăng vọt, đồng thời hai mắt có ánh lửa bắn ra, một tia quang mang màu đỏ không ngừng lưu động, giống như mặt trời lưu chuyển bắn về phía Mạc Thanh Hiên. Bạo Dương kiếm pháp liệt dương đương không, kiếm quang đáng sợ tràn ngập lôi đài, dường như muốn chém rách bầu trời, kiếm quang bao phủ Mạc Thanh Hiên, người xem toàn trường biến sắc. BOANG, trên lôi đài, Mạc Thanh Hiên vẫn không biến sắc, không vui không buồn, trường kiếm bên hông lại lóe lên. Đùng đùng, vô số ảnh kiếm sáng lóng lánh như lôi đình chấp động, chẳng khác gì ngân xà cuồng loạn nhảy múa, trên lôi đài đỏ thắm đầy thanh minh, bùng lên kiếm quang tung hoành phi vũ, trong chốc lát liền tất cả kiếm vân bổ về phía Lý Giật Phong đều bị hủy dị ê, không còn thừa lại chút gì cả, giống như bầu trời đang chuẩn bị rông bão đã trong sáng trở lại. chương 690, Kiếm Pháp Vô Sinh 1 Bạo dương kiếm pháp kiếm diệu thập phương, kiếm quang không ngớt, kiếm quang xuất hiện liên tục, Lý Giật Phong tiếp tục xuất kiếm, kiếm quang bao phủ tất cả, không ngừng chém về phía mặt Thanh Hiên, ẩn chứa sát cơ đậm đặc. BOANG, lại là một kiếm ảnh hiện ra, kiếm áp vô hình bao phủ tất cả đã bị hủy diệt, ánh kiếm sáng ngời chém vào kiếm quang chói mắt của Lý Giật Phong, trong nháy mắt công kích bị đánh phá. Liên tục công kích gặp thất bại, Lý Giật Phong vẫn không có chùn bước, tiếp tục xuất kiếm, khí thế xuất kiếm càng ngày càng mạnh, uy lực tăng lên mạnh mẽ, trong nháy mắt thân thể và kiếm như nhập làm một, hóa thành một ánh mặt trời đỏ thẩm như hỏa diễm thiêu đốt, làn da lý giật phong tỏa ra ánh sáng màu đỏ như hỏa diễm, giống như ngọc thạch cấu thành. Nhật miện tâm kinh đại nhật nguyên thể, bạo dương kiếm pháp bạo đu ưng vô song, lãnh khốc, cuồng bạo, nóng bức, uy nghiêm, lý giật phong dơ trường kiếm lên cao cao, ánh mắt như điện, ra sức đánh xuống một kiếm, kiếm quang thông thiên, uy lực vô cùng. Lúc này kiếm quang tuy chỉ dài 2 mét, lại áp xúc đến mức tận cùng, tỏa ra khí tức rung động thiên địa, như trường kiếm hỏa hồng bay vút ra những nơi đi qua hư không mờ mịt ngay cả không khí cũng bốc cháy lôi đài lúc này chẳng khác gì lò lửa chỉ còn lại ánh sáng màu đỏ trói mắt mờ mịt lúc này uy lực kiếm quang quá mức cường đại cho dù cách màn sáng màu xanh ra trời thì mọi người ơi ở đây vẫn cảm nhận được khí thế cuồng bạo của nó đủ để phần thiên hóa địa hủy diệt tất cả B -O -A n g rốt cục mặc thanh hiên cũng rút cả trường kiếm của mình ra đây là một thanh trường kiếm bốn xích một tấc rộng ba chỉ toàn thân màu tím đen không biết dùng kim loại nào chế thành, chỉ nhìn qua đã cho người ta cả giác mộng ảo, mờ ảo, hư vô. Trường kiếm ra khỏi vỏ, khí thế toàn thân Mạc Thanh Hiên lúc này biến hóa mạnh mẽ, khí thế của hắn trước kia lăng lệ như trường kiếm thông thiên, không thể địch nổi, nhưng hiện tại khí tức của hắn tràn ngập hủy diệt, giống như tử thần cai quản sinh tử, coi rẻ chúng sinh. Tử khí thật mạnh, trong mắt Lâm Tiêu bắn tinh quang, sâu trong mắt đầy ngưng trọng. Ánh mắt Mạc Thanh Hiên lạnh lùng, cầm trường kiếm trong tay phải đâm ra như không có việc gì căn bản không nhìn ra chút huyền diệu gì trong đó nhưng lại làm cho người nơi đây cảm thấy toàn thân phát lạnh toàn thân nổi da gà một cách khó hiểu trường kiếm màu tím đen đâm ra vầng sáng chưa lộ ra nhưng sát khí đã bắn ra tứ phía làm cho người ta cảm giác một kiếm này lại có thể hủy diệt tất cả tất cả phải chết không có nửa phần sinh cơ mặc cho đối phương giấy dụa cỡ nào cũng không thể thoát khỏi tay tử thần là kiếm pháp vô sinh phái thông thiên kiếm một kiếm chém ra hữu tử vô sinh trong đám người có người biết hàng hô lên trong tiếng kiếp sợ kiếm quang màu tím đâm rách kiếm quang hỏa diễm một đạo kiếm khí vô hình bắn ra phốc phốc trương bao lý giật phong tung bay xoẹt một tiếng đã hóa thành hai nửa lộ ra lồng ngực đỏ thẫm như hỏa ngọc sau một khắc trên ngực của hắn xuất hiện một vết kiếm kế tiếp là máu tươi chảy ra b o a n g thu kiếm vào vỏ mặc thanh hiên mặt không biểu tình thần sắc trước sau như một vẫn cao ngạo và lạnh lùng ta thua nguyên lực toàn thân bị dập tắt lý giật phong vuốt máu tươi trên ngực khóe miệng cười đắng chát trong chuyến đi cổ địa Thái Thần, hắn cho rằng thực lực của mình đã tới cực hạn vô địch hóa phàm cảnh, nhưng hôm nay ở trước mặt Mạc Thanh Hiên hắn lại như hài đồng không có chút sức phản kháng, từ khi bắt đầu trận đấu cho tới lúc chấm dứt, mặc cho hắn tiến công thế nào, tăng thực lực lên cực hạn, Mạc Thanh Hiên chưa từng di động bước chân một chút nào, hắn chỉ rút kiếm là chảm phá toàn bộ công kích của hắn, một kiếm cuối cùng lại đánh nát kiếm khí của hắn, chảm phá nguyên lực hộ thể và đại nhật nguyên lực. Dễ dàng đánh hắn bị thương một kiếm này đã hủy diệt kiêu ngạo và át chủ bài của hắn trong lòng lý giật phong hiểu rõ nếu một kiếm lúc trước mạc thanh hiên không cố ý lưu thủ chỉ sợ hắn đã sớm bị một kiếm của đối phương chém thành hai khúc thật mạnh quả nhiên không hổ là cự đầu tuổi trẻ thật đáng sợ các ngươi nhìn thấy không từ đầu tới cuối mạc thanh hiên chưa từng nhúc nhích một chút nào vẫn đứng yên tại chỗ và rút kiếm mà thôi ta vốn cho rằng một đời thanh niên có thể khiêu chiến cự đầu tuổi trẻ hiện tại xem ra tranh lệch của cả hai quá xa Thực lực Lý Giật Phong rõ như ban ngày, hắn có tư cách tiến vào phong vân bảng trước 20, nhưng ở chứa ước mặt Mạc Thanh Hiên lại không chịu nổi một kích. Khó có thể tin nổi, thực lực của cự đầu tuổi trẻ đã đạt tới mức chúng ta không cách nào tưởng tượng được. Đặc sắc, thật sự quá đặc sắc, trên khán đài có tiếng hoan hô vang vọng các nơi, tất cả võ giả kích động hô vang, toàn thân hưng phấn, thần thái kích động. Thú vị, quả nhiên cao thủ của các thế lực không tầm thường A. Mạc Thanh Hiên là kình địch, đáng tiếc thắng lợi cuối cùng nhất định là ta. Trước tất cả lôi đài, tuyệt vô danh, đoạn thiên cừu, hoàng phủ chân nheo mắt nhìn qua, ánh mắt đầy kiêu ngạo. Chỉ có la thiên đô khoanh chân ngồi tại chỗ, mặt không biểu tình, chưa từng động dung, giống như tất cả chuyện xảy ra chung quanh chẳng liên quan gì tới hắn cả. Dối lôi đài tổ chín, toàn thân lâm tiêu tỏa ra chiến ý giạt rào, bộ dáng hưng phấn. Đúng là đáng sợ, cảnh giới, kiếm ý, kiếm pháp, khi thế của Mạc Thanh Hiên điểm nào cũng trên lý giật phong, chiến thắng tự nhiên dễ dàng. Lâm Tiêu âm thầm đánh giá, chỉ có cao thủ như thế mới khiến hắn dùng toàn lực ứng phó, mới đáng giá hắn đánh một trận thật sảng khoái, đương nhiên, trước đó hắn phải bình định các chướng ngại rồi đối mặt với đối thủ. Hơn nữa Lâm Tiêu cũng nhìn ra, Mạc Thanh Hiên lúc này không có dùng toàn lực, ít nhất còn không có khiến hắn bộc lộ kiếm ý, thậm chí chiêu thức của kiếm pháp vô sinh, tất cả vẫn đang che giấu, nếu không phải Lý Giật Phong làm Mạc Thanh Hiên sinh ra hứng thú, trận chiến đấu này căn bản không tốn thời gian dài như thế. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Tiêu trong các lần chiến đấu không có bạo lộ thực lực của mình, trên thực tế không những hắn, ngay cả các cự đầu tuổi trẻ không ai bạo lộ thực lực bản thân cả, võ giả chiến đấu có một điểm cốt yếu nhất, vĩnh viễn đừng cho người ta biết át chủ bài cuối cùng của ngươi là cái gì. Phong vân bảng lần này quả nhiên mạnh mẽ, Mạc Thanh Hiên bày ra thực lực hiện tại cơ bản đã có thực lực tiến vào phong vân bảng top 3. Trên khán đài quận Hiên Giật, phó doanh chủ Bạch Hồng Phi cảm khái. Nguyên Chí sĩ gật đầu, nói, đúng thế, nếu như Lý Giật Phong trong các lần thi đấu phong vân bảng lần trước đã đủ tiến vào top 5, nhưng ở lần này chỉ tiến vào top 20, top 10 là cực hạn. Vu Ương An cũng mỉm cười, Lý Giật Phong bày thực lực ra đã khiến hắn thỏa mãn, nói. chương 691, Kiếm Pháp Vô Sinh 2 Bất kể như thế nào, Lý Giật Phong có thể đi tới bước này đã không dễ dàng, so sánh với Mạc Thanh Hiên, vũ kỹ và công pháp của hắn thấp hơn, bạo dương kiếm pháp chỉ là kiếm pháp địa cấp trung giai, tu luyện tới cực hạn cũng chỉ là như thế, giải thi đấu phong vân bảng lần này chấm dứt, phải truyền thụ vũ kỹ cao hơn cho hắn. Nói đúng, nhưng mà hắn phải đi tìm Thái Thúc Ngọc, ta nghĩ Thái Thúc Ngọc biết rõ thành tựu của Lý Giật Phong thì không chừng sẽ rất cả trong mắt, dù sao Lý Giật Phong cũng là thiên tài của võ điện chúng ta, ha ha. Nguyên trí sĩ cười ha ha, Vương An lắc đầu, nói đến thiên tài võ điện, ai có thể vua ợt qua Lâm Tiêu, 19 tuổi, Lâm Tiêu năm nay chỉ mới 19 tuổi thôi. Đúng vậy a, à lâm tiêu trong giải thi đấu phong vân bảng lần này chưa chắc là cao cấp nhất nhưng tiềm lực phát triển của hắn là vô cùng ta hiện tại đã hối hận nếu như năm đó chúng ta vượt qua áp lực của tứ hoàng tử không trục xuất đại ca lâm hiên của hắn nói không chừng quận hiên giật chúng ta đã xuất hiện thêm một thiên tài đỉnh cấp dù sao lâm hiên lúc trước biểu hiện tiềm lực kinh ngửa ơi chỉ tiếc còn không có lớn lên đã trên thính phòng đám người phó doanh chủ bạch hồng phi đều trầm mặc lý giật phong đấu với mạc thanh hiên một trận làm cho các trận đấu khác như sôi trào hào khí nóng bỏng bao phủ các nơi. Ngay vào lúc tất cả mọi người cho rằng sẽ không còn chuyện gì đáng sôi trào nữa. Chỉ qua hai cuộc tranh tài, tổ năm lại có tuyển thủ hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành đấu với cự đầu tuổi trẻ Hoàng Phủ chân mà không nhận thua. Cái gì, tổ năm có tuyển thủ đấu với Hoàng Phủ Trân mà không nhận thua? Là ai, chẳng lẽ là Trần Diệu Quang? Không phải Trần Diệu Quang, là một gã tuyển thủ hóa phàm cảnh đại thành tên Lý Thừa Phong. Lý Thừa Phong, trước đó chưa từng nghe qua, có lẽ trong các trận đấu lúc trước không có biểu hiện trói mắt, nhân vật như thế đụng phải Hoàng Phủ chân mà dám không nhận thua. Thật sự là to gan, Lý Thừa Phong trong các trận đấu lúc trước đều là toàn thắng, nhưng mà chưa bao giờ gặp qua cự đầu tuổi trẻ, bởi vì trong các cuộc chiến đấu lúc trước đều trong quy trong củ, không có điểm nào khiến người ta cảm thấy đặc biệt, theo suy đoán chỉ có thể trùng kích bài danh thiên cương 36 vị trí, không nghĩ tới lại to gan như thế. Thật sự là không biết nói hắn dũng khí hay là ngu xuẩn đây. Trên khán đài, vô số võ giả không ngừng nhao nhao, hiệp hai mỗi tổ đã đào thải hơn 10 trận, tuy chỉ còn hai đợt chưa chiến đấu, Lý Thừa Phong một khi chiến bại trong trận đấu này, lại còn bị thương nặng, làm cho hai trận đấu kế tiếp bị thua, rất có thể sẽ như Vương Phong chẳng thể tiến vào vị trí nào trong 108 vị trí A. Bởi vậy khán giả xem ra, Lý Thừa Phong hành động như hiện tại là ngu xuẩn và không biết tiến thoái. Ha ha, cuối cùng có người gặp phải ta mà không bỏ cuộc, có thể giúp ta tập thể dục, từ khi bắt đầu thi đấu tới bây giờ, thân thể của hắn cứng ngắc vì không được hoạt động. Hoàng Phủ Trân là một thanh niên thân hình cao lớn, thân cao tám thước, hai tay cực kỳ thô to, hắn đi đứng phong hành hổ bộ, hai bước đã đi tới giữa lôi đài, toàn thân tản mát ra khí tức đáng sợ như ma thần, cực kỳ khủng khiếp. Bá, trước mặt hắn là một thanh niên thân hình gầy gò, cũng không có binh khí, hắn đứng thẳng, người cũng như tên, hắn đứng đó nhẹ như không có gì, phiêu giật như gió. Nhếch miệng cười cười, Hoàng Phủ chân hung hăng cản quấy bá đạo nhìn chằm chằm vào Lý Thừa Phong. Tiểu tử, xuất ra toàn bộ thực lực của mình đi, giúp ta thư giãn gân cốt, đừng có kiểu mới một chiêu đã bị ta đả bại, vậy quá không thú vị. Khó được có một cuộc tranh tài, Hoàng Phủ chân tự nhiên phải chơi thật thú vị. Như người mong muốn, Lý Thừa Phong bình thản lên tiếng, giọng nói biến ảo bất định, phiêu giật như gió. Cuồng vọng, có gan, đồng tử Hoàng Phủ chân co rụt lại. Trong mắt hắn trận chiến hiện tại chỉ là trò chơi mà thôi, không cho người ta quyền lợi lên tiếng, hắn vừa rồi chỉ muốn chơi nhiều hơn một chút, Lý Thừa Phong đừng bị một chiêu đánh bại, nhưng mà Lý Thừa Phong trả lời hoàn toàn có thể ngăn cản thế tiến công của hắn, làm cho nội tâm Hoàng Phủ Trân sinh ra một tia khó chịu, trong lòng sinh ra tức giận. Ta cải biến chủ ý, chỉ bằng một câu vừa rồi, một chiêu sẽ đánh ngươi lăn xuống đài. Ngươi có thể thử xem, nhưng mà chỉ bằng ngươi, còn kém một chút. Lý Thừa Phong ngữ khí bình thản, trong lời lẽ bình thản này mang theo kiêu ngạo và kiên định. Cái gì, Lý Thừa Phong nói như thế chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang, khán giả xem lôi đài trợn mắt há hốc ngồm. Lý Thừa Phong này là kẻ nào, vì sao kiêu ngạo như thế? Cuồng vọng, quá cuồng vọng, tao mộ của Lý Giật Phong chẳng lẽ hắn không thấy được. Lý Giật Phong chính là cao thủ có thể an ổn đứng trước 20 của Phong Vân Bảng lần này đấy, hắn tính là cái gì? Cũng dám kiêu ngạo trước mặt Hoàng Phủ chân như thế, thật sự là không muốn sống. Khiếp sợ và khó tin cùng tiến nghị luận chung quanh lọt vào tai Lâm Tiêu, nhưng mà Lâm Tiêu có cái nhìn khác với mọi người. Có lẽ Lý Thừa Phong không phải thuận miệng nói như thế, chắc chắn hắn có thực lực này. Dùng cảm giác nhạy cảm của Lâm Tiêu, hắn tự nhiên có cái nhìn khác hơn hẳn mọi người. Lý Thừa Phong này ngay từ đầu khí tức chưa từng biến hóa bao giờ, cho dù Hoàng Phủ Trân nói cái gì thì ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh, không có bất kỳ chấn động, tố chất tâm lý của người này rất mạnh, chiêu thức của hắn cũng không câu nệ trong khuôn phép, chiến đấu thiên mã hành không, vô câu vô thúc. Đáng sợ nhất chính là ý cảnh trên người của Lý Thừa Phong, hắn đã lĩnh ngộ mộ một bộ phận phong chi ý cảnh, Lâm Tiêu cảm giác được phong chi ý cảnh của Lý Thừa Phong cực kỳ đáng sợ, hắn đứng đó nhưng lại dung nhập vào gió chung quanh lôi đài, mờ ảo bất định, kết hợp với tố chất tâm lý cường đại của bản thân, phát huy sức chiến đấu mạnh hơn bình thường gấp vài lần. Số tiểu tử, người hung hăng càn quấy làm cho ta không thoải mái. Trên lôi đài, Hoàng phủ chân tức giận, thân là cự đầu tuổi trẻ, hắn thích nhìn bộ dáng người khác run rẩy, sợ hãi trước mặt của hắn, loại cảm giác này làm cho hắn sinh ra khó ai cảm trưởng khống sinh tử của người khác nhưng lý thừa phong tỉnh táo như thế làm nội tâm của hắn khó chịu một chiêu sẽ đánh bại ngôi, chẳng muốn nói thêm nữa trong lời nói cao cao tại thượng hoàng phủ chân đánh ra một quyền quyền phong cực lớn đè ép không khí ở biên giới của quyền phong sinh ra từng dòng khí xoáy cơ hồ bao phủ hư không chung quanh lý thừa phong mười trượng muốn hủy diệt tất cả hắn muốn một quyền đánh bại lý thừa phong xuất hiện rồi là bát hoang lục hợp quyền của hoàng phủ chân chương 692, Lý Thừa Phong. Bát hoang lục hợp quyền chính là quyền pháp địa cấp cao dai, một quyền này là quyền phong của bát hoang lục hợp, căn bản khó có thể ngăn cản, chỉ có thể ngạnh kháng, mà một khi không thể ngăn cản được sẽ lộ ra sơ hở, kế tiếp sẽ phải đối mặt với công kích biên cuồng của đối thủ. Lý Thừa Phong đã làm Hoàng Phủ chân tức giận thật sự, muốn dùng một quyền đánh bay hắn ra ngoài. Người trẻ tuổi, vẫn quá kiêu ngạo a. À. nghe được chung quanh không ngừng nghị luận, Lâm Tiêu cẩn thận quan sát quyền pháp của Hoàng Phủ chân quả nhiên có khí chất đại khai đại hợp, bao phủ bốn phương tám hướng, bao dung thiên địa, hủy diệt tất cả, so sánh với man vương phách quyền mà nói, bát hoang lục hợp quyền có phạm vi phá hoại nhỏ, nhưng phạm vi công kích và năng lực hạn chế đối thủ lại tăng lên, cả hai trọng điểm khác nhau, nhưng mà tổng thể mà nói bát hoang lục hợp quyền có lẽ sản sản với thiên vương độc tôn quyền, so với man vương phách quyền thì yếu hơn một ít. Dù sao man vương phách quyền hạn chế quá mức cường đại, thức thứ nhất cần lực lượng 10 vạn cân, thức thứ hai cần 20 vạn cân, thức thứ ba cần năm mười vạn cân mỗi một thức tăng lên rất biến thái uy lực của mỗi thức lại khác nhau một trời một vực cũng không phải những quyền pháp bình thường có thể so sánh được trong giây lát công kích hoàng phủ chân đã tới trước mặt lý thừa phong xem ngươi ngăn cản thế nào hoàng phủ chân tin tưởng mười phần thần sắc bá đạo bát hoang lục hợp quyền phối hợp với công pháp đặc biệt của hắn uy lực cực mạnh tuyệt đối không phải bất cứ tuyển thủ hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành nào có thể ngăn cản chỉ loại ý cảnh bao dung tất cả của bát hoang lục hợp đã đủ làm tâm lý nhiều tuyển thủ sụp đổ. Trước mắt bao người, Lý Thừa Phong không có đi ngăn cản, hắn ngược lại nhảy ra phía sau, thân thể của hắn phiêu giật trong gió, đồng thời trong quá trình lui ra phía sau lại tung ra vô số cước ảnh. ầm ầm từng bóng cước ảnh bao phủ hư không, giống như sóng biển xô bờ đánh thẳng vào quyền phong của bát hoang lục hợp quyền, giảm đi một tầng uy lực của quyền phong, giống như nước chảy đá mòn, Lý Thừa Phong trong quá trình lui ra phía sau đã làm giảm uy lực của bát hoang lục hợp quyền, trong nháy mắt quyền phong vốn cuồng bạo đã chỉ còn ba thành uy lực của lúc trước, lúc này Lý Thừa Phong mới ngăn cản. Cái gì, lại bị hắn phá vỡ? Hoàng Phủ chân không thể tin được, quyền phong mà hắn đánh ra mặc dù chỉ là chiêu thứ nhất của bát hoang lục hợp quyền, nhưng mà uy lực không thể khinh thường, đừng nói võ giả thấp hơn hắn một giai, cho dù là tuyển thủ cùng giai cũng khó ngăn cản, vừa rồi Lý Thừa Phong bay ngược tránh né, đồng thời còn dùng cước pháp giảm uy lực của quyền phong, bởi vì bát hoang lục hợp quyền cũng không phải quyền phong bình thường, càng có một loại áp bách ý cảnh đặc biệt kết hợp cùng một chỗ sẽ tạo thành uy lực mạnh tới mức tận cùng. nhưng lý thừa phong biểu hiện đã tát vào mặt của hắn. hào tiểu tử, một chiêu này thật đặc sắc. dưới lôi đài lâm tiêu đã nhìn ra hư thật, dùng tốc độ kinh người, cộng thêm hắn nhìn thấu quỹ tích vận hành nguyên lực trong quyền phong, lợi dụng đặc điểm phong chi ý cảnh vô khổng bất nhập đánh vào giao điểm vận chuyển nguyên lực của quyền phong từng chút giảm đi uy lực của quyền phong, làm được điểm này phải có nhãn lực kinh người và năng lực khống chế nguyên lực cực mạnh, hơn nữa tốc độ phải nhanh như thiểm điện, võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành có thể làm được điểm này, cả đế quốc vũ linh quả thực chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lâm tiêu nhãn lực mạnh cỡ nào, trong nháy mắt đã nhìn ra ảo diệu khi lý thừa phong phá hư bát hoang lục hợp quyền của Hoàng Phủ Trân. Đáng tiếc, chỉ sợ đây cũng là một trong những nhược điểm A, nếu như man vương phách quyền của ta, lý thừa phong nhãn lực mạnh hơn nữa, trước mặt thực lực tuyệt đối cũng thúc thủ vô sách. Lâm Tiêu lắc đầu, hơi than thở nhẹ, nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới, tu luyện man vương phách quyền có độ khó đáng sợ cỡ nào, cho dù là võ giả quy nguyên cảnh muốn thực hành thức thứ tư còn khó hơn lên trời, hắn là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành đã có thể tu luyện thân thể tới mức 50 vạn cân, tu luyện tới tam thức đã không thể dùng biến thái, yêu nghiệt để hình dung, quả thực chính là dị loại. Lợi hại, quyền thứ nhất của Hoàng Phủ Trân đã bị phá rồi. Ngoài ý định, ta lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng cách này bài trừ bát hoang lục hợp quyền, Lý Thừa Phong này không nổi danh, nhưng hắn thật sự biến thái A, à, trước đó chỉ che giấu thực lực, chỉ bằng chiêu vừa rồi đã đủ giúp hắn tiến vào chứa ức 20 phong vân bảng. Trong các võ giả nơi đây, 99% mọi người không nhìn ra ảo diệu trong đó, nhưng không ảnh hưởng tới chuyện bọn họ biết Lý Thừa Phong đáng sợ, chỉ bằng chiêu vừa rồi. Thực lực của Lý Thừa Phong còn đáng sợ hơn những gì hắn biểu hiện lúc trước, vốn cho rằng đâu chỉ là trận đấu không có gì đáng xem, không nghĩ tới kết quả ngoài ý định, lập tức làm võ giả chung quanh hưng phấn, kích động không thôi, đồng thời cũng quan sát trận đấu. Ngươi không phải nói một chiêu đánh bại ta sao? Cự đầu tuổi trẻ không có gì hơn thế này. Lý Thừa Phong nhìn Hoàng Phủ Chân lạnh lùng nói ra, ánh mắt bình tĩnh, bình tĩnh làm cho người ta cảm thấy rét run. Ngươi muốn chết? Lý Thừa Phong nói lời này làm Hoàng Phủ Chân nổi giận, quả thực là đổ thêm dầu vào lửa, tức giận ngập trời bao phủ nội tâm Hoàng Phủ Chân, hắn thật sự muốn giết người. Đây là đang cố ý chọc giận Hoàng Phủ Trân A, tuy công kích kế tiếp của Hoàng Phủ Trân chắc chắn mạnh hơn không ít, nhưng chỉ có như thế mới làm mất tiết tấu của Hoàng Phủ Trân, tìm kiếm thêm nhiều sơ hở. Lâm Tiêu đã nghĩ ra chuyện này, đối với đa số võ giả đỉnh cấp mà nói, một chiêu này thật sự không dùng được, võ giả đỉnh cấp chắc chắn không bị câu nói như thế chọc giận, nhưng mà trong thi đấu phong vân bảng thì khác, thân là cự đầu tuổi trẻ, trong nội tâm mang theo không ít cao ngạo, cảm giác mình là độc nhất vô nhị, nếu như đối thủ cũng là cự đầu tuổi trẻ còn khá tốt, hết lần này tới lần khác Lý Thừa Phong chỉ là tuyển thủ không danh không tiếng, hơn nữa còn ở trước mặt nhiều người xem, dưới tình huống như thế, Hoàng Phủ Trân là thiên tài cao ngạo làm sao chịu nổi. Tuyệt đối nổi giận là chắc chắn, số tiểu tử, cút xuống cho ta, quả nhiên, sau khi nổi giận Hoàng Phủ Trân không dừng lại chút nào, nhanh chóng lao tới tấn công. Bát hoang lục hợp quyền phách đạo tứ phương, ầm ầm, hai đầu quyền va chạm vào nhau, kình phong bắn ra bốn phía, giống như hình thành một đạo cầu vồng đáng sợ, quyền phong bao phủ tất cả, ngăn cản bất cứ ai tới gần, ý cảnh bá đạo hung tàn, uy lực so với chiều đầu tiên còn mạnh hơn gấp phai, quyền kinh va chạm vào màn sáng màu xanh ra trời bao phủ lôi đài, hào quang bao phủ lôi đài nhộn nhạo kịch liệt. chương 693, buông bỏ vinh quang khi đỉnh cao. Ta xem ngôi làm sao ngăn cản được, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn tức giận lao thẳng tới Lý Thừa Phong. Phong linh chân tùy phong tiềm nhập giả, dạ, sắc mặt Lý Thừa Phong ngưng trọng, ánh mắt của hắn cực kỳ lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm vào quyền phong đang đánh tới, đôi mắt lập lòe, trong đó có một tia hào quang chấp động thật sâu, nhanh chóng phân biệt sơ hở và hướng di động của quyền phong hoàng phủ chân đánh tới, sau đó hắn lại hành động. Vù vù vù, thân hình lý thừa phong chấn động thật nhanh, hắn như dung nhập vào ô trong cơn gió, không có trực tiếp đi ngăn cản. Sau đó hắn lại tung bay giống như trang giấy trong gió, vậy mà đong đưa theo quyền phong của Hoàng Phủ chân Cùng lúc đó, thân thể Lý Thừa Phong đang di động, Hắn nắm bắt tất cả diễn biến, muốn từ trong đó tìm ra sơ hở có thể lợi dụng. Bỗng dưng một đạo quang mang từ trong mắt của hắn bắn ra ngoài. "Phá cho ta!" Lý Thừa Phong gầm lên một tiếng, dường như nhìn ra được sơ hở gì đó, thân thể xoay tròn, nguyên lực hộ thể bị quyền phong quét qua nhộn nhạo, hắn đá ra một cước. Một tiếng ầm vang, quyền phong bao phủ tứ phương bị phá ra một lỗ thủng, cả lỗ thủng cực kỳ nhỏ, thoáng qua tức thì, nhưng mà Lý Thừa Phong lại nắm chặt cơ hội thân thể chấn động giống như lá cây không có sức nặng hắn bay bổng tránh né một quyền của hoàng phủ chân ầm ầm quyền uy đáng sợ đánh thẳng vào màn sáng màu xanh ra trời phát ra tiếng nổ vang kịch liệt tràng cảnh kinh thiên động địa nhưng lại không làm nên chuyện gì bởi vì lý thừa phong đã sớm rời khỏi phạm vi quyền phong bao phủ trời ạ à, không ngờ hắn vẫn tránh thoát được hào tiểu tử vậy mà che giấu thật sâu không thể tưởng tượng nổi lý thừa phong chẳng lẽ thật sự như cơn gió có thể tránh né tất cả ý cảnh cũng phân phẩm cấp, tiểu thành, đại thành, viên mãn, lý thừa phong lĩnh ngộ phong chỉ ý cảnh đã đạt tới đại thành. Hai tên trọng tài tổ năm thấy thế đã nghĩ thầm trong bụng. Đáng chết, sắc mặt hoàng phủ chân đỏ lên, thần sắc càng thêm tức giận, lập tức giơ hai đấm lên, tấn công như điên. Dầm dầm dầm, quyền phong đáng sợ bao phủ toàn bộ lôi đài, như tầng tầng phong bạo nghiền áp tất cả, khóa chặt lý thừa phong, quyền phong đáng sợ nổ vang. Siêu siêu siêu, nương vào thân pháp và cước pháp quồng đại, Lý Thừa Phong không ngừng né tránh, hắn như cơn gió né tránh qua lại, cho người ta cảm giác hắn là lá cây bay trong gió, có cảm giác cô Linh, bay xuống, bay bổng giống như chẳng có chút sức nặng nào cả. Hắn lại ngăn cản hơn 10 chiêu trong tay Hoàng Phủ chân Nhưng mà tất cả mọi người đều nhìn ra, Lý Thừa Phong giờ phút này lâm vào hạ phong tuyệt đối, cơ hồ bị đè xuống mà đánh, họ ẩn toàn không có sức hoàn thủ. Lý Thừa Phong sắp bại, Lâm Tiêu lắc đầu, thân pháp Lý Thừa Phong có tinh diệu hơn nữa cũng không có biện pháp, không cách nào chuyển hóa thành sức chiến đấu chân thật, có thể kiên trì đến một bước này đã rất khó, bị thua chỉ là vấn đề thời gian, đặc biệt là một khi Hoàng Phủ Trân tỉnh táo lại, sơ hở trong quyền pháp không còn tồn tại, Lý Thừa Phong càng khó có thể thoát thân. Quả nhiên, 10 chiêu qua đi, Hoàng Phủ Trân vốn tức giận cũng từ từ tỉnh táo lại, thân là một trong những cự đầu tuổi trẻ, trước đó Hoàng Phủ Trân bị tâm tình cao ngạo của mình ảnh hưởng, mất đi lý trí ngắn ngủi, bây giờ tỉnh táo lại đã nắm lấy chủ động. ầm ầm, hắn cười lạnh. Hoàng phủ chân tỉnh táo lại trong mắt mang theo sát cơ thật nhỏ, đột nhiên đánh ra một quyền, quyền phong mang theo khí xoáy thật mạnh, phút chốc đánh tới trước mặt Lý Thừa Phong, quyền phong ngưng tụ nhưng khí xoáy hỗn loạn, hiển nhiên cũng không có triệt để ngăn cản tất cả, còn lưu lại một đường sinh cơ. Vì sao Hoàng phủ chân sử dụng chiêu này, không lấy thực lực vẫn ẩn giấu ra sao? Chiêu này hắn vừa rồi đã sử dụng qua, căn bản không làm gì được Lý Thừa Phong, hiển nhiên hiện tại cũng giống như thế. Chẳng lẽ hắn vô kế khả thi? Không thể nào đâu hoàng phủ chân thân là cự đầu tuổi trẻ tuyệt đối còn có thủ đoạn ẩn giấu không có thi triển cái khác không nói bát hoang lục hợp quyền hắn mới sử dụng hai chiêu mấy thức đằng sau còn chưa có thi triển đấy nghe nói bát hoang lục hợp quyền hai thức kia chỉ là mở đầu bốn thức sau mới là sát chiêu uy lực không giống với hai thức vừa rồi trên khán đài những võ giả nhãn lực cao nói ra không tốt lý thừa phong nguy hiểm ánh mắt lâm tiêu ngưng tụ hắn nhíu mày hoàng phủ chân trước đó đã thi triển chiêu này lại bị lý thừa phong tránh đi hiện tại thi triển ra cũng không có hiệu quả dùng thực lực hoàng phủ chân không phạm sai lầm cấp thấp này hiển nhiên là có âm mưu khác quả nhiên khi ánh mắt lâm tiêu nhìn vào hai tay hoàng phủ chân đã nhìn ra mánh khóe giờ phút này cả hai tay hoàng phủ chân cực kỳ tùy ý dường như không có cử động gì kỳ thực đang thầm ngưng tụ ám lực chỉ đợi lý thừa phong né tránh thì sẽ ra tay hạ sát thủ đánh trọng thương đối phương làm cho hắn bị đào thải khỏi phong vân bảng dùng thực lực hoàng phủ chân lâm tiêu không chút nghi ngờ đối phương có thể làm được điểm này trên lôi đài lý thừa phong dường như cảm nhận được nguy hiểm đối mặt một quyền này của hoàng phủ chân lại không tránh không né quyền uy một quyền này bay qua trùng trùng điệp điệp đánh hắn vào màn sáng màu xanh ra trời ta nhận thua lý thừa phong giơ tay lên bình thản mở miệng ánh mắt bình tĩnh xôn xao toàn trường lập tức xôn xao hắn vì sao nhận thua sao không kiên trì tiếp xác thực tuy lý thừa phong hiện tại đang ở hạ phong nhưng tiếp tục kiên trì cũng không phải không có khả năng tất cả mọi người không hiểu gì cả đầu đầy sương mù không rõ lý thừa phong vì sao đang êm đẹp lại nhận thua đối mặt mọi người nghi hoặc lý thừa phong lại rất tỉnh táo trong ánh mắt tức giận của hoàng phủ chân thản nhiên đi xuống lôi đài trận đấu này hắn suy nghĩ gì đều đã đạt được từ đầu đến cuối hắn đều không có nghĩ sẽ đánh bại hoàng phủ chân bởi vì hắn định vị bản thân rất rõ ràng cũng biết đây là chuyện không có khả năng vừa rồi nếu như lưu lại tiếp tục chiến đấu chính mình sẽ gặp nguy hiểm chỉ sợ ngay cả lên phong vân bảng cũng không được hào tiểu tử, nhãn lực không tệ, tiếp tục chiến nữa, không may chính là hắn. Buông bỏ vinh quang khi đang ở đỉnh cao, cầm được thì buông nước, tiểu tử này tương lai thành tựu chắc chắn bất khả hạn lượng. Hai trọng tài tổ năm là cường giả quy nguyên cảnh cho nên nhìn ra mánh khóe, hai người tán thưởng nhìn qua Lý Thừa Phong. Lâm Tiêu cũng cười, chỉ sợ trong tất cả tuyển thủ ở đây, chỉ có vài người ơi nhìn ra. Trong mọi người chỉ có hoàng phủ chân thần sắc phẫn nộ, trong nội tâm phiền muộn muốn nổ tung. Đáng chết, biết sớm như vậy cho dù ta bạo lộ thực lực cũng phải đánh ngươi trọng thương, cút ra khỏi phong vân bảng, quả thật tức chết ta mà. Hoàng Phủ chân vô cùng phẫn nộ, rồi lại không thể làm gì. chương 694, Lâm Tiêu đấu mạnh tinh hồn một Lý Thừa Phong chiến đấu với Hoàng Phủ chân tuy không tật mà chết, nhưng lại không ngại hắn được vô số người định vị, xếp hắn vào hàng mũ trước 20 phong vân bảng. Chiến đấu tiếp tục, dường như bởi vì bị hai người Lý Giật Phong và Lý Thừa Phong kích thích, đến thời điểm này các trận đấu càng đặc sắc, cơ hồ đại đa số tổ đều xuất hiện tình huống gặp cự đầu tuổi trẻ mà không nhận thua đương nhiên kỳ thật vẫn có hai người nhận thua rất nhiều tuyển thủ đã biết rõ mình không thể thắng được những người này không cần cố kỵ bảo tồn thực lực cho dù trọng thương cũng phải đánh một trận toàn lực ứng phó khiêu chiến cực hạn bản thân mình cuối cùng sẽ tìm được đường đột phá dù sao cũng là thiên tài đỉnh cấp thậm chí còn giao thủ với cự đầu tuổi trẻ nếu không có tự tin đánh nhau vậy không xứng là thiên tài đỉnh cấp rồi bọn họ muốn đối mặt áp lực tìm đường đột phá mà những tuyển thủ thắng 10 lần liên tiếp không có suy nghĩ này, dù sao cho dù có thua hai trận kế tiếp, bọn họ cũng có thể tiến vào phong vân bảng, cũng có thể cảm thụ được hùng phong của cự đầu tuổi trẻ. Tổ 1, Thiến Mộng Vũ Phong Thái vô song, tốc độ thân pháp áp đảo quần hùng, tuyển thủ khiêu chiến nàng chưa suốt chiêu đã bại, hoàn toàn không có sức phản kháng, mà Vương Thái có thối pháp kinh ngửa oi, đánh bại địch thủ chưa bao giờ cần chiêu thứ hai, dễ dàng đánh tan phòng thủ đối thủ, sau đó đánh đối phương bị thương. Tổ 2, đoạn thiên cửu sát khí kinh người, chỉ dựa vào sát khí và đau ý đã làm đối thủ sợ mất mật, sau khi lên đài thì nhận thua, không dám khiêu chiến. Tổ ba, người quen cũ lâm tiêu là tử Sa sơn thua một cuộc tranh tài, đối thủ của hắn không phải người khác, chính là La Thiên Đô danh tiếng hưng thịnh nhất phong vân bảng. Tử Sa sơn thực lực không tính là đỉnh cấp trong phong vân bảng lần này, nhưng đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ cho nên hắn có cơ hội trùng kích 36 vị trí thiên cương. Chỉ tiếc trước mặt La Thiên Đô hắn không có cơ hội ra tay, chỉ một cái nhìn là bại trận, bị thua dưới uy áp thượng vị giả, hắn không dám có suy nghĩ phản kháng liền nhận thua. Tổ 6 chương tuần hy bình thường, nhìn không ra có cái gì đặc biệt, khiêu chiến hắn là một gã hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, kết quả không vừa ơ qua một trường bị đánh thổ huyết. Tổ 7 úy chỉ quật vì tiện chơi với tuyển thủ khiêu chiến một hồi, mặc cho đối phương dùng chiêu gì, úy chỉ quật đều lù lù bất động, cứ ngạnh kháng, đối phương chẳng khác gì gãi ngứa cho hắn, biểu lộ thích ý, rồi sau đó sau hơn 20 chiêu, một quyền đánh bại đối thủ. Lực phòng ngự của hắn làm mọi người nhíu mày, dù sao tuyển thủ của hắn mặc dù mới vào hóa phàm cảnh hậu kỳ, nhưng dám tùy tiện cho đối phương thí chiêu như thế, hơn nữa không hề cố kỵ dùng thân thể ngạnh kháng, làm mọi người phát run. Tổ 8, Đông Phương Nguyệt minh cũng nhẹ nhõm chiến thắng, không cần tốn nhiều sức, chiêu thức của nàng Lâm Tiêu đã thấy qua, nàng khắc khổ tu luyện trong 2 năm qua, thực lực so với lúc ở trại huấn luyện còn mạnh hơn nhiều. Tổ 9, tuyệt vô danh một thương quét ngang, đối thủ chưa kịp làm gì đã bại. May mắn là, đoạn hồng, chu chỉ hai người vận khí cũng không tệ, cho tới bây giờ đều là thắng 10 trận, thua một trận, dù có thua tiếp cũng hoàn toàn có thể tiến vào phong vân bảng, không cần lo lắng. Trần Tinh Duệ cũng an ổn tiến vào phong vân bảng, chỉ có Lưu Vân bị vương phong kích thương, trải qua trị liệu tiếp tục thi đấu, nhưng thua liên tục, hoàn toàn không có hy vọng đấu tiếp, cũng bị loại còn có đệ đệ Trần Tinh Duệ là Trần Tinh Hạo, thua 3 trận, hoàn toàn không có hy vọng đi tiếp. Phong Vân Bảng lần này quá mức mạnh mẽ, muốn dùng tu vị hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong tiến vào Phong Vân Bảng độ khó cao hơn mấy lần, trừ khi có thực lực kinh người ra, còn phải có vận khí nghịch thiên, dù sao tuyển thủ hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong có nghịch thiên cũng chỉ đánh bại tuyển thủ hóa phàm cảnh hậu kỳ, mà không thể nào là đối thủ của hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành. Phóng Nhãn nhìn lại, võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong lần này có thể tiến vào Phong Vân Bảng có thể đếm được trên hai tay. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt tới vòng đấu cuối cùng của hiệp 2. Tổ 9 hiệp 2, trận 12 vòng thứ 6, Lâm Tiêu đấu mạnh tinh hồn. Khi trọng tài nói ra, hào khí trên khán đài nóng rực. Mạnh tinh hồn và Lâm Tiêu biểu lộ thực lực mà nhìn, đều có thể tiến vào phong vân bảng trước 20, không biết hai người ai mạnh hơn ai. Xem thì biết, hai người trước mắt bảo trì 23 thắng liên tục, bởi vì không có gặp phải cự đầu tuổi trẻ, còn chưa thua trận nào, trận này qua đi sẽ có một bên thắng bại. Ta coi trọng mạnh tinh hồn, dù sao trước đó trong khi đấu với cổ thần, Mạnh tinh hồn hiển nhiên đáng sợ hơn, chỉ một chiêu là đánh bại cổ thần. Theo ta đoán chừng, mạnh tinh hồn nói không chừng có lực đối chiến cự đầu tuổi trẻ, biểu lộ thực lực chứ ước đó. Thật là mạnh tinh hồn càng mạnh hơn một ít, nhưng mà nói lâm tiêu sẽ không chiến thắng thì cũng không chắc. Dù sao tới bây giờ chưa có ai bước lâm tiêu dùng toàn lực. Mọi người nhao nhao nghị luận, đều cho rằng mình đúng. Mạnh tinh hồn thần sắc lạnh lùng, hắn lướt lên lôi đài, móc vuốt sắt màu bạc ra, sánh sáng rực rỡ chiếu sáng lôi đài, sát cơ trùng thiên lâm tiêu theo sát phía sau chậm rãi đi lên lôi đài biểu lộ tỉnh táo trước sau như một dường như không có thứ gì có thể làm hắn động dung hai người đứng cách xa nhau trăm mét thấy lâm tiêu lên đài mạnh tinh hồn lạnh lùng nói trận trước của ngươi ta có xem nếu như chỉ có chút thực lực ấy thì ta khuyên ngươi nên nhanh chóng nhận thua đi tuy thực lực không kém nhưng so với ta hoàn toàn chẳng là gì lâm tiêu biểu lộ không thay đổi nói thật sao ta muốn nói là trận đấu này chiến thắng sẽ là ta a à, mạnh tinh hồn nhíu mày mắt nhìn lâm tiêu cười lạnh nói chẳng lẽ ngươi vẫn còn ẩn giấu thực lực nếu là như vậy thật đáng tiếc nói cho ngươi biết ta vừa rồi chỉ bày ra bảy thành thực lực chân chính nếu như ngươi không muốn bại khó coi thì nhận thua đi nếu không quyền cước không có mắt ta sợ ngươi không thể theo phong vân bảng tới cuối cùng mạnh tinh hồn lạnh lùng mang theo ý cảnh cáo và uy hiếp cái gì mạnh tinh hồn trước đó chỉ bày ra bảy thành thực lực chân chính quá khoa trương bảy thành thực lực đã đáng sợ như thế 10 thành thực lực chẳng phải có thể trùng kích top 10 phong vân bảng sao. Khó trách hắn nói mục tiêu của hắn là 10 cự đầu tuổi trẻ, như vậy xem ra, hắn thật sự có tư cách này. Chiếu theo biểu hiện lúc chứa của hắn mà nhìn, 10 thành thực lực tuy chưa hẳn đánh bại cự đầu tuổi trẻ, nhưng đủ để có được thực lực phân cao thấp với bọn họ. 7 thành thực lực sao? Thú vị, tuyệt vô danh ngẩng đầu, đưa mắt nhìn qua mạnh tinh hồn, khó trách đối phương hung hăng càn quấy như thế, thật có chút tài năng, nhưng hắn cho rằng có thể đối kháng cự đầu tuổi trẻ, như vậy hắn quá ngây thơ rồi. chương 695, Lâm Tiêu đấu mạnh tinh hồn 2. Lôi Kinh Vân, Lý Giật Phong, Tần khinh Cố Thanh Sơn, Lý Thừa Phong, Trần Diệu Quang đều nhìn chằm chằm vào lôi đài, nếu như không cách nào dung chuyển địa vị cự đầu tuổi trẻ, không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ chỉ có thể tranh đoạt bài danh từ 11 tới 20, ai bài danh càng gần trước, thực lực càng gần cự đầu tuổi trẻ. Lâm Tiêu, tiếp tục thắng tiếp đi, vì ngươi, cũng vì đại ca Lâm Hiên của ngươi, trên người Lâm Tiêu, Đông Phương Nguyệt Linh nhìn thấy một chút bóng dáng của Lâm Hiên, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt, âm thầm khuyến khích hắn cố gắng. Bên cạnh, phó doanh chủ Bạch Hồng Phi thì sắc mặt chờ mong. Không biết Lâm Tiêu và Mạnh Tinh Hồn ai mạnh ai yếu, chẳng biết tại sao, ta càng chờ mong biểu hiện của Lâm Tiêu trong trận đấu trước mắt. Nguyên Chí Sĩ ngạc nhiên nói: "Kỳ quái, ta dường như cũng có đồng cảm, xem khí thức thì Lâm Tiêu yếu hơn Mạnh Tinh Hồn một phần, từ các trận đấu trước mà xem, tỷ lệ thắng của Lâm Tiêu không lớn." nhưng không biết vì cái gì trong nội tâm của ta thậm chí có một tia chờ mong, dường như Lâm Tiêu rất có hy vọng lật bàn. Vương An cười, đó là tự nhiên, bởi vì hắn là Lâm Tiêu A, Lâm Tiêu trước mặt chúng ta là người liên tục tạo ra kỳ tích, gia nhập trại huấn luyện, Lâm Tiêu trong tháng đầu tiên đã vượt lên trước 50, tại thiên mộng bí cảnh dùng thực lực hóa phàm cảnh sơ kỳ chém giết thiên tài kim minh hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong của quận Võ Uy, năm thứ nhất chấm dứt, Lâm Tiêu lập tức nhảy lên vị trí đệ nhất. Quận Hiên giật mấy trăm năm qua cũng chỉ có Lâm Tiêu trong hai năm tiến vào tầng bảy thí luyện thất tha. Ở trên người của hắn, cho dù xuất hiện kỳ tích gì cũng không khiến người ta giật mình, bởi vì bản thân của hắn là người sáng tạo kỳ tích. Phó Doanh Chủ Vương An tán thán nói: Bạch Hồng Phi cùng Nguyên Chí Sĩ như có điều suy nghĩ, đúng thế, Lâm Tiêu phát triển quá mức kinh người, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường hình dung, hắn luôn ngoài dự đoán của mọi người, làm cho người ta kinh hỉ. Có lẽ trong lòng của bọn họ cũng chờ mong Lâm Tiêu sáng tạo kỳ tích ta chỉ không muốn lãng phí quá nhiều tinh lực lên người của ngươi, mục tiêu của ta là phong vân bảng top mưa ơi, nhưng mà ngươi đã gian ngoan mất linh, như vậy không có biện pháp, ta chỉ có tự tay đả bại ngươi, nếu như không cẩn thận bị ta đánh trọng thương, không cách nào tham gia chiến đấu kế tiếp, ngươi cũng đừng có hối hận. Mạnh tinh hồn lắc đầu, hắn sở dĩ khuyên can lâm tiêu, chỉ là vì không muốn lãng phí khí lực, dù sao lâm tiêu cùng cổ thần có khác nhau, dùng thực lực của hắn tuy tự tin có thể đánh bại đối phương, nhưng cũng cần tốn hao một phen tinh lực, hắn xem ra đây là chuyện ngu xuẩn, bởi vì mục tiêu của hắn là người cự đầu tuổi trẻ. Đánh đi, hy vọng ngươi sẽ không bị ta đả kích. Lâm tiêu mặt không biểu tình, thần sắc tỉnh táo. Đã như vậy, tiếp chiêu. Mạnh tinh hồn nắm chặt móng vuốt màu bạc sắc bén trong tay, toàn thân tỏa ra khí thức đáng sợ. Thời điểm ngưng tụ khí thức này tới mức tận cùng, tỏa ra sát cơ đáng sợ. Vù vù vù, móng vuốt thép xé rách trường không, biến ảo trào ảnh đầy trời, trào ảnh trùng trùng điệp điệp tụ hợp, tạo thành một móng vuốt cực lớn tỏa ra hào quang sáng ngời, trong hào quang có hình rồng xuất hiện, gầm thét cắn xé lâm tiêu. Một chảo đánh ra tỏa ra sát khí tung hoành, giống như một con sông cuồn cuộn, tuôn trào về phía trước, cơ hồ không thể ngăn cản, trong nước sông này có một con dao long ẩn hiện, cho đến lúc hóa rồng thăng thiên, bộc phát ra một chảo trùng thiên. Thiên địa luân hồi đao, luân hồi đao quyết là một trong hai đại đao quyết lâm tiêu hiện tại nắm giữ được, tuy phẩm giai cũng không tính cao, nhưng kết hợp cửu chuyển huyền công, vạn hóa quyết cùng đạo ý cường đại cuối cùng được bản thân đao quyết thúc giục tỏa ra uy lực mạnh đủ để hủy thiên diệt địa sáng tạo thiên địa luân hồi một đao chém ra trên lôi đài ý cảnh luân chuyển tất cả mọi người có thể cảm nhận được khí tức khai thiên tích địa tiếng binh khí va chạm mạnh mẽ bộc phát hoa lửa sáng ngời cùng lúc đó ý cảnh thiên địa luân hồi hiển hiện va chạm với giao long cả hai tiêu tan trong hư vô ân mạnh tinh hồn nhướng mày hiển nhiên không ngờ rằng lâm tiêu lại dễ dàng ngăn cản một chiêu này thân hình lướt động biến ảo móng vuốt đầy trời vây công lâm tiêu ngay sau đó trong chảo ảnh đầy trời một tiếng long ngâm vang vọng trong tầm mắt mọi người vô số hình ảnh lưu động hình thành một đầu hư ảnh ngân sắc cự long ngửa mặt lên trời gào thét vô cùng uy mãnh lao tới tấn công lâm tiêu long chảo phá không mạnh tinh hồn toàn lực ra tay lên tiếng gào thét loại ý cảnh tiềm long xuất uyên bốc lên cửu thiên kia khiến tâm thần các tuyển thủ ở đây đều rung rung phảng phất như mạnh tinh hồn trên đài hiện giờ thật sự hóa thành một đầu cự long bay lượn cửu thiên khi thế nghiền áp hết thải kia, đủ để đối kháng với cự đầu trẻ tuổi, không người có thể địch. Long chảo cực lớn phẳng phất từ trên tầng mây cao cao vươn xuống, chảo tới lâm tiêu nhỏ bé như con sâu cái kiến trên mặt đất. Cuồng thú đao pháp hoang thú vô cương, ngao giống, trên lôi đài, lâm tiêu vẫn không chút biểu tình, hai tay giơ cao chiến đao, rồi sau đó ra sức đánh xuống, trong tiếng giống giận dữ kinh thiên, một đầu hư ảnh hoang thú khổng lồ ù ù xuất hiện, yêu thú cao tới hơn trăm mét dữ tận gào thét, kinh khí cuốn khắp cửu thiên thập địa, thân hình hung vĩ ầm ầm đụng vào móng vuốt sắc bén do cự long vươn ra, đồng thời miệng lớn đỏ như máu cắn xé, xông tới kéo cự long trên tầng mây xuống. thôn vệ lấy âm thanh ầm ầm không ngừng vang vọng, hư ảnh hoang thú cực lớn chém giết với cự long trên lôi đài, khắp nơi đều là đao khí và chảo ảnh bắn ra, tàn sát cả lôi đài thành một mảnh bừa bãi bừa bột, phảng phất như tận thế tiến đến, thiên băng điện liệt. trong hỗn loạn, thân ảnh lâm tiêu lập lè, hóa thành tàn ảnh trùng trùng điệp điệp tới gần mạnh tinh hồn, một đao lặng yên chém xuống. Ánh đao sáng như ánh mặt trời chiếu xuống đất làm bừng sáng thiên địa, rung động lòng người, như mũi tên lao về trước, quỹ tích mờ ảo khó tìm, như là linh dương treo rác, dùng một góc độ đặc biệt lập tức lao đến trước mặt mạnh tinh hồn, nhanh như thiểm điện, quả thực tránh cũng không thể tránh. Long Lân hóa thân, mạnh tinh hồn biết rõ lợi hại, thần sắc thay đổi, kêu to một tiếng, móng vuốt thép màu bạc huy động hình thành một mảnh hư ảnh xương mù ngăn cản trước người, cùng lúc đó trên người của hắn vậy mà xuất hiện từng mảnh hư ảnh long lân rậm rạp chằng chịt cả người phảng phất như lập tức hóa thành quái vật nửa người nửa yêu vậy. Nhưng trên thực tế đây chẳng qua chỉ là ảo giác, là mạnh tinh hồn lợi dụng nguyên lực đặc biệt do công pháp tu luyện sinh ra cộng với võ kỹ hắn sở tu, dùng nguyên lực ở bên ngoài cơ thể hình thành một tầng long lân phòng ngự. chương 696, một đao khiếp sợ, đao mang chém xuống, lập tức bổ ra trảo ảnh trước người mạnh tinh hồn, ngay sau đó chém lên long lân phòng ngự bên ngoài thân hắn, đao mang cùng long lân va chạm với nhau, vậy mà phát ra tiếng kim thiết giao thương âm vang, tóe ra từng phiến hỏa tinh. Long lân hóa thân, chính là mạnh tinh hồn lợi dụng công pháp cường đại mà bản thân tu luyện cộng với võ kỹ phòng ngự nghịch long cường thân quyết hình thành, một khi luyện thành, thân thể cơ hồ đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, sau khi kết hợp với công kích võ kỹ Tiềm Long Phi Thiên Trảo của hắn sẽ hình thành một bộ võ kỹ địa cấp cao giai, uy lực vô cùng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn tự tin như thế, một lòng muốn khiêu chiến cự đầu trẻ tuổi, phòng ngự đáng sợ của nghịch long cường thân quyết tăng thêm công kích siêu cường của tiềm long phi thiên trảo, khiến tiến có thể công, lui có thể thủ, căn bản không hề có sơ hở. Nếu như đổi lâm tiêu thành võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành còn lại, gặp phải hắn quả thật không có lực phản kháng, một chiêu sẽ bại ngay. Thân hình nhanh chóng rút lui giữa không chung, mạnh tinh hồn lợi dụng long lân hóa thân cứ thế đỡ lấy một đao của lâm tiêu, khóe miệng giữ tợn, ánh mắt sắc bén, thân thể còn ở giữa không chung, móng vuốt sắc bén trong tay không ngờ lần nữa chém ra. Tiềm long vô hình, ông 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 ông, thanh âm chấn hư không vang vọng, kinh khí cuồng bạo cuốn khắp lôi đài, không khí lăng không nhộn nhạo ra từng đạo rung động vô hình, sát cơ kinh người, móng vuốt sắt thép màu bạc lặng yên không một tiếng động, như triệt để biến mất vậy, vô tung vô ảnh, lại nhanh chóng ép sát, căn bản khó kiếm tung tích, khiến người toàn thân nổi da gà. Trời ơi, công kích này ngay cả nhìn cũng nhìn không ra, làm sao né tránh. Quá là nhanh, nguyên lực căn bản không thể phản ứng và bắt kịp. Lâm tiêu nguy hiểm, toàn trường người xem kinh hô, vô cùng khẩn trương, bảo. Trong tiếng kinh hô của mọi người, không chờ công kích tiến đến, thân hình Lâm Tiêu đột nhiên nổ bung, hóa thành hơn 10 đạo tàn ảnh lướt khắp bốn phương tám hướng. Chúng cho ta, mạnh tinh hồn khóe miệng cười lạnh, hai tay điều khiển hư không, trong tiếng không khí rung động lắc lư vố số trảo ảnh tứ tán nổ bung, đánh cho tất cả tàn ảnh mà Lâm Tiêu phân ra trên lôi đảo đều hóa thành hư vô. Đều chúng rồi, không một tàn ảnh nào tránh khỏi cả. Lâm Tiêu thất bại, không đúng, còn có một đạo, rõ ràng đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, đây mới là chân thân nhìn thấy tất cả tàn ảnh đều bị đánh trúng hóa thành hư vô, khán giả kinh hô liên tục, nhưng sau một khắc, nét mặt của bọn hắn lập tức đều động lại, cùng phản ứng như vậy còn có mạnh tinh hồn khóe miệng đang nhếch nụ cười lạnh. Ngay khi tàn ảnh đầy trời nổ bung, kỳ thật có một đạo tàn ảnh thủy chung đứng nguyên tại chỗ, chưa từng động đậy chút nào, nhưng ở mặt thị giác lúc tàn ảnh rậm rạp chẳng chịt lướt đi tứ tung thì rất dễ dàng khiến người bỏ sót cái đứng nguyên tại chỗ kia chỉ lo công kích những tàn ảnh thoát đi ngược lại khiến chân thân không chút ảnh hưởng gì mẹ nó nổ bung rõ ràng tất cả đều là nguyên lực tàn ảnh, chân thân một mực đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Như vậy cũng được sao, qua biến thái rồi, trong thời gian ngắn như vậy lâm tiêu kia lại có thể nghĩ ra biện pháp này, nhẹ nhõm tránh được một kích tất sát của mạnh tinh hồn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một chiêu này quá tuyệt, khán giả toàn trường tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, nếu như đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ tuyệt đối không kịp cân nhắc nhiều như vậy, thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bỏ mạng dưới tay mạnh tinh hồn rồi. Đáng chết, mạnh tinh hồn sắc mặt khó coi, hiển nhiên cũng không ngờ rằng mình vậy mà lại bị lâm tiêu ở trước mặt bao người đùa nghịch một hồi, thân hình nhanh chóng tới gần lâm tiêu, đồng thời lại lần nữa thi triển ra chiêu vừa rồi. Lần này xem ngươi còn trốn thế nào, trong chảo ảnh đầy trời, không khí bạo phá, nhộn nhạo ra từng đạo gợn sóng nhẹ nhàng phi tốc tiến về trước, đây là chảo ảnh công kích giấu trong vô hình, ngoài ra, trên toàn bộ lôi đài đại lượng chảo ảnh còn lại phô thiên cái địa áp đến, lóe ra hàn mang xâm lãnh. Chảo ảnh như trong cơn nước lớn, nguyên lực sôi trào, như một cái đại giang tuôn trào về phía trước, thế uy mãnh không thể đỡ. Cũng tới lúc rồi, Lâm Tiêu đứng ở nơi đó không nhúc nhích, biểu lộ tỉnh táo. Đến tận giờ, Lâm Tiêu còn chưa phát huy ra một nửa sức chiến đấu, dù sao mạnh tinh hồn này tuy mạnh nhưng cũng chỉ không khác lắm với cửu vô tình thôi, so với kim thương tình và đao tâm ma kỳ thực còn kém một đoạn, sở dĩ chiến đấu lâu như vậy, hắn ngoại trừ vì hấp thu kinh nghiệm trong khi chiến đấu với thiên tài gia, cũng là vì che giấu thực lực của mình. Bất quá tới giờ, Lâm Tiêu đối với phương thức chiến đấu và thực lực của mạnh tinh hồn cũng đã hiểu được 8-9 phần, dây dưa thêm nữa cũng chỉ là lãng phí thời gian, đã đến lúc nên dứt điểm trận đấu rồi. Không sử dụng vô tận đao ý, Lâm Tiêu tăng tốc độ xoay tròn nguyên lực cửu chuyển huyền công lên tới 8-9 thành, mạnh mẽ chém ra một đao. Luân hồi đao quyết sinh từ luân hồi đao, ầm ầm, đao mang sáng trói bao phủ thiên địa, sinh từ luân hồi đao ẩn chứa hai màu âm dương phảng phất như một vòng thái cực đao mang, có chứa ý cảnh sinh và tử, bạo lướt về phía trước. Mạnh tinh hồn sắc mặt hoảng hốt, trong cảm giác của hắn, một cổ cảm giác sinh và tử xuất hiện trong đôi mắt hắn, không ngừng bốc lên trong cảm giác, khiến hắn có một loại cảm giác phảng phất sau một khắc sẽ chết bất đắc kỳ tử, hoàn toàn không tìm được chút sinh cơ. Là uy lực của đối phương quá mạnh mẽ nên mới tạo thành trực giác như vậy sao? Không đúng, là ảnh hưởng từ ý cảnh. Mạnh tinh hồn rốt cuộc tình ngộ lại, nhưng đao mang của lâm tiêu dĩ nhiên đã chém xuống hắn. ầm ầm, trước thái cực đao mang lưu chuyển hai màu xám trắng, tiềm long vô hình của mạnh tinh hồn lập tức vỡ nát hoàn toàn không ngăn cản được chút nào chảo ảnh đầy trời trong hư không tất cả đều nát bấy yếu ớt đến không chịu nổi một kích sau một khắc phốc phốc trường bao nơi ngực vỡ nát trên lồng ngực mạnh tinh hồn xuất hiện vết đao vết đao hiện ra màu đỏ nhưng chỉ cắt vỡ chút da của mạnh tinh hồn không khiến hắn tràn ra chút máu tươi nào cả không có khả năng mạnh tinh hồn chừng lớn ánh mắt khó có thể tin diện mục dữ tợn đao của ngươi sao lại đột nhiên trở nên mạnh nhiều như vậy bất quá vô dụng người căn bản không phá được phòng ngự của hắn chiến thắng hẳn là ta mạnh tinh hồn điên cuồng gào thét không muốn tin tưởng một màn trước kia trong tiếng hét vang hắn lần nữa lướt tới đồng thời bên ngoài thân long lân hiển hiện bao lấy chảo ảnh đầy trời phảng phất như hóa thành một đầu cự long nổi giận bay vút về phía trước không thể ngăn cản lắc đầu lâm tiêu mặt không biểu tình vừa rồi chẳng qua là ta lưu thủ thôi đã như vậy một đao phá phòng ngự của ngươi chương 697, Thiến Mộng Vũ Đấu Vương Thái 1. Nguyên lực cửu chuyển huyền công vận chuyển tới cực hạn, hỗn hợp vào đao ý tứ phẩm, Lâm Tiêu lại lần nữa thi triển luân hồi đao quyết thức thứ tư sinh tử luân hồi đao, đao mang màu xám trắng như thiểm điện bạo lướt ra. Phốc phốc, trong hư không trào ảnh đầy trời tất cả đều bạo toái, đao mang thế đi không giảm, đơn giản chém ra hộ thể nguyên lực bên ngoài thân mệnh tinh hồn, ngay sau đó chém lên long lân hộ giáp rậm rạp chằng chịt kia. Nguyên lực lân giáp ầm ầm bạo toái, cự long hư ảnh do mạnh tinh hồn hóa thành sau khi bay lên đến giữa không trung liền chật vật bay ngược ra như một khỏa thiên thạch rơi xuống rồi sau đó trùng trùng điệp điệp đâm lên lôi đài cúi đầu nhìn lại trên người mạnh tinh hồn xuất hiện một vết đao hẹp dài một tia máu tươi lặng yên chảy xuống chỉ giống như một sợi chỉ đỏ đủ thế thấy lực không chế cường đại của chủ nhân một đao kia vì sao ta thậm chí ngay cả một đao cũng không đỡ nổi mạnh tinh hồn ngây dại cả người thất hồn lạc phách khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy hắn là ai, thiên tài một lòng muốn nhảy vào top 10 phong vân bảng đại tái lần này, tuy rằng không được liệt vào thập đại cự đầu trẻ tuổi, nhưng trong lòng vô cùng cao ngạo mục tiêu chưa bao giờ đặt trên người những võ giả bình thường kia, nhưng hiện giờ, Lâm Tiêu lại cho hắn một bài học đau đớn, cho hắn biết cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Một chiêu, chỉ một chiêu, hắn đã thua ở dưới tay Lâm Tiêu, đến tận giờ hắn mới hiểu được sự đáng sợ của Lâm Tiêu, thì ra chỉ cần đối phương tập trung thì giải quyết mình hắn chỉ cần một chiêu, khó trách trước khi trận đấu bắt đầu đối phương lại chấn định như thế, bình tĩnh như thế, bình tĩnh khiến người không thể tin được. Lâm Tiêu biết rõ mạnh tinh hồn đang suy nghĩ gì, trung thực mà nói, thực lực mạnh tinh hồn tuyệt đối không xem là yếu, dù sao hắn mới hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành đã có được thực lực không kém gì cừu vô tình lúc trước, nếu như đạt đến hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tuyệt đối lại là một cự đầu trẻ tuổi, chỉ tiếc hắn gặp Lâm Tiêu không thể tính theo lẽ thường, từ một khắc hai người gặp nhau thì đã chú định sự thất bại của hắn rồi khiếp sợ không chỉ mạnh tinh hồn còn có mỗi người khắp toàn trường mạnh tinh hồn thực lực đáng sợ như thế vậy mà không địch lại một đao của lâm tiêu khiến bọn hắn căn bản khó có thể tưởng tượng nếu như đổi lâm tiêu thành đoạn thiên cửu bọn hắn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận nhưng hết lần này tới lần khác lại là lâm tiêu vốn chỉ là một nhân tài mới xuất hiện rõ ràng trước kia hai người còn ngang tay lại không nghĩ rằng trong chớp mắt phong hồi lộ chuyển khiến mọi người ở đây đều khiếp sợ khó có thể tin mạnh tinh hồn cường đại như thế vậy mà không địch lại một chiêu của lâm tiêu hắc mã tuyệt đối là hắc mã lâm tiêu này mới chính là hắc mã lớn nhất phong vân bảng đại tái lần này ta dám cam đoan hắn tuyệt đối có thực lực cự đầu trẻ tuổi đúng vậy chúng ta đã nhìn lầm rồi lâm tiêu này mới gọi là thâm tàng bất lộ chính thức không lên tiếng thì thôi vừa lên tiếng đã nổi tiếng mọi người trợn mắt há hốc mồm trên toàn bộ khán đài một mảnh khí thế ngất trời vô cùng rung động ha ha bọn người phó doanh chủ bạch hồng phi của quận hiên giật cũng sợ ngây người chợt mừng rỡ cười to Lâm Tiêu thật là khiến chúng ta chấn động, cực kỳ khủng khiếp, quá khủng khiếp rồi. Kỳ thích ha, ta vốn cho rằng ngoại trừ Đông Phương Nguyệt Mính ra, quận hiên giật chúng ta chính là lý giật phong mạnh nhất rồi, không nghĩ tới Lâm Tiêu che giấu sâu như vậy, chỉ bằng một đao vừa rồi của hắn, đã vượt trên lý giật phong rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Tiêu tuyệt đối là người lựa chọn hữu lực cho vị trí top 10 phong vân bảng đại tái lần này, trừ phi còn có người che giấu càng sâu hơn hắn, nếu không trước mắt không ai mạnh hơn hắn được, cho dù gặp được cự đầu trẻ tuổi cũng có thể chống đỡ một chút. Không phụ hy vọng a, à, Lâm Tiêu lại khiến chúng ta biết được cái gì là kỳ thích rồi. Ba người Bạch Hồng Phi hưng phấn đến không biết nói thế nào mới tốt, bọn hắn chính thức biết rõ chi tiết Lâm Tiêu, biết rất rõ sự đáng sợ của Lâm Tiêu, tương lai tuyệt đối bất khả hạn lượng, không cách nào đoán được. Nếu để cho bọn hắn biết rõ hiện giờ thực lực mà Lâm Tiêu triển lộ ra kỳ thực chỉ một nửa thực lực chân chính của hắn, thì không biết ba người sẽ khiếp sợ đến mức nào nữa. Lâm Tiêu Thật khiến người không thể tưởng được a, à, ban đầu ở bên ngoài quận Hiên giật ngay cả dưới tay một gã võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong bình thường cũng không thể chạy trốn, trong hơn 3 năm ngắn ngủi vậy mà cũng đã phát triển đến mức này rồi. Lâm Tiêu, ngươi quả nhiên giống với đại ca Lâm Hiên của ngươi, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường đo lường được, ta nghĩ đại ca ngươi nếu như thấy được thành tựu của ngươi hiện giờ, nhất định sẽ rất vui mừng a, à, biểu lộ của ngươi lúc chiến đấu. Quả thực giống hắn như đúc, trên khán đài, Đông Phương Nguyệt Linh ánh mắt nhu hòa nhìn qua Lâm Tiêu tựa hồ nhớ lại gì đó, khóe miệng cười khẽ, vậy mà toát ra một tia điểm mật, ngọt ngào. Chết tiệt, một bên, nhìn thấy biểu lộ Đông Phương Nguyệt Linh, trong ánh mắt Bách Lý Huyền liền tách ra sát cơ khiến người sợ hãi, gắt gao nhìn chầm chầm vào lâm tiêu trên lôi đài. Bất kể là thiên phú của Lâm Tiêu hay là thân phận đệ đệ Lâm Hiên của hắn, thậm chí còn địa vị của Lâm Tiêu ở trong lòng Đông Phương Nguyệt Linh đều khiến Bách Lý Huyền hạ quyết tâm, Lâm Tiêu nhất định phải chết thỏa thích hưởng thụ thời gian tốt đẹp cuối cùng của ngươi đi, bởi vì sau phong vân bảng đại tái lần này, sẽ là tử kỳ của ngươi. Trong nội tâm Bách Lý Huyền toát ra sát cơ điên cuồng. Tốt một cái sinh tử luân hồi đao, sinh tử luân hồi, chặt đứt sinh tử người khác, hữu tử vô sinh, có ý tứ. Đoạn thiên cử quận võ uy ngẩng đầu liếc qua lâm tiêu, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh nghiền ngấm. Đệ tử quận hiên giật sao, chỉ bằng một đao vừa rồi của ngươi, miến cứng có tư cách có thể khiến ta xuất thủ, không biết dưới sát lục đao ý của ta người có thể kiên trì mấy chiêu. Sát cơ nồng đậm sôi trào, sát khí toàn thân đoạn thiên cừu ngưng tụ, khiến người không dám nhìn gần. Có người chú ý tới nụ cười đầy sát khí nơi khóe miệng đoạn thiên cừu, trong nội tâm thầm giật mình, lâm tiêu này không ngờ làm cho đoạn thiên cừu cũng chú ý đến, quả thật, hai người đều là đao khách, nói không chừng sẽ có một hồi quyết đấu giữa đao khách cũng nên, chỉ có điều lâm tiêu và đoạn thiên cừu một người đến từ quận hiên giật một người đến từ quận võ uy giữa hai quận có mối thủ sinh tử, nếu như hai người thật sự gặp gỡ thì Lâm Tiêu chỉ sợ sẽ nguy hiểm. Mọi người tán thành thực lực Lâm Tiêu, cho rằng hắn đủ vào hàng ngũ cự đầu trẻ tuổi, nhưng chính thức so với cự đầu trẻ tuổi thì Trung quy vẫn thấy hắn thiếu ở mặt khí thế, bởi vậy chỉ là cảm thấy hắn đủ để đối kháng với cự đầu trẻ tuổi thôi, cũng không cho rằng hắn thật có thể đánh bại đối phương. Chương 698, Thiến Mộng Vũ đấu vương thái khai. Đông Phương Hiên Viên, xem ra quận hiên giật các ngươi lần này rất chói mắt a. À. Trên đài hội nghị, ngay cả Võ Vương cũng chú ý tới Lâm Tiêu, quay đầu cười nói. Võ Vương quá khen, chính thức trói mắt vẫn là tuổi trẻ cự đầu La Thiên Đô bọn hắn, chúc thực lực này của hắn trong hàng đệ tử bình thường còn được, ở trước mặt cự đầu trẻ tuổi thì vẫn kém một bậc. Quận Vương Đông Phương Hiên Viên lắc đầu, hắn cũng không phải diệt uy phong mình làm tăng trí khí người khác, mà là dùng ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra Lâm Tiêu tuy mạnh, nhưng kỳ thật so với cự đầu trẻ tuổi vẫn còn chút tranh lệch, hơn nữa Lâm Tiêu còn trẻ, danh tiếng quá thịnh không phải là chuyện tốt, khó tránh khỏi sẽ đưa tới một ít ánh mắt lòng dạ khó lường. Ở trong mắt võ giả hóa phàm cảnh Lâm Tiêu đã là tồn tại đăng phong tạo cực, nhưng ở trong mắt cường giả quy nguyên cảnh, Lâm Tiêu chỉ là một con kiến nhỏ bé mà thôi. Quận vương Đông Phương Hiên Viên trong nội tâm nói thầm, xem ra sau phong vân bảng đại tái lần này, phải bảo Lâm Tiêu trở về hảo hảo bế quan khổ tu, trước khi trở lên mạnh mẽ hơn không thể danh tiếng quá trói mắt được, cây lớn trong rừng gió vẫn thổi bật dễ a. À. Lâm Tiêu thắng, Trước lôi đài số 9, trọng tài cũng đang khiếp sợ rốt cuộc tuyên bố kết quả trận đấu. Ngươi thắng, bất quá ngươi chờ xem, không bao lâu nữa ta sẽ vượt qua ngươi, một lần nữa đoạt lấy vinh quang thuộc về ta. Ánh mắt mạnh tinh hồn sắc bén, cắn răng đi xuống lôi đài, trận chiến với Lâm Tiêu đã khiến hắn tỉnh ngộ, thu hồi kiêu ngạo của mình lại, thu ánh mắt cao ngạo từ trên người những cự đầu trẻ tuổi kia về. Lâm Tiêu hồn nhiên không để ý, trước đây đã từng rất nhiều người nói với hắn những lời này, nhưng chưa từng có ai làm được nếu như mạnh tinh hồn biết được chuyện này sẽ biết đuổi theo bước chân mình là chuyện vô lực cỡ nào, cuối cùng chỉ có thể nhìn bóng lưng hắn càng ngày càng xa, mà không thể níu kéo được. Trong quá trình đi xuống lôi đài, ánh mắt lâm tiêu lơ đã liếc tới chỗ Bách Lý Huyền, sát ý của hắn giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được hắn thân là người trong cuộc, đối phương thân là tứ hoàng tử đế quốc võ linh, thủ đoạn rất nhiều, lâm tiêu không thể không cẩn thận một chút. Trở lại chỗ tuyển thủ lôi đài số 9, tuy rằng trận đấu đã chấm dứt, nhưng ánh mắt của mọi người và tiêu điểm vẫn dừng ở trên người Lâm Tiêu, mà ngay cả ánh mắt hai vị trọng tài nhìn Lâm Tiêu cũng đầy thưởng thức, hiển nhiên đối với việc tổ mình có thể xuất hiện một gã thiên tài như vậy cảm thấy rất vui mừng. Dưới lôi đài tổ chín, tuyệt vô danh cầm trong tay trường thương màu đen cũng rất hứng thú nhìn Lâm Tiêu, trong ánh mắt có loại cảm giác kích động, chỉ tiếc trận đấu ở tổ chín đã tiến hành đến 12 lượt cuối, hai người ở hiệp 2 đấu vòng loại không thể nào có cơ hội gặp nhau được, về phần trong trận đấu sau này có thể gặp nhau không còn phải xem vận khí thời gian trôi qua, đấu vòng loại hiệp 2 của từng tổ cũng dần dần tiến vào khâu cuối. Tổ 2, đoạn hồng một vòng cuối cùng bất hạnh gặp phải đoạn thiên cửu. Ta nhận thua, hoàn toàn không lên đài, đoạn hồng trực tiếp nhận thua, dù sao hắn đã thắng liền 10 lượt, đến vòng tiếp đã là chuyện ván đóng thuyền sự tình, nếu quả thật lên đài đánh một trận với đoạn thiên cửu, dùng quan hệ giữa hai quận mình chưa hẳn có thể bình yên xuống lôi đài được. Trần Tinh Duệ ở tổ 5 thì là gặp một gã tuyển thủ hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhẹ nhõm chiến thắng, cuối cùng đã lấy được thành tích 11 thắng một bại, duy nhất một lần thua trên tay Trần Diệu Quang. Tổ 8, Chu Chỉ cũng vận khí không tệ, gặp một cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, thực lực của gã không tính quá mạnh mẽ, nhẹ nhõm giành được thắng lợi, cũng là 11 thắng một bại. Ngược lại Đông Phương Nguyệt Mính, vậy mà ở vòng cuối cùng gặp phải Tần Khinh, đưa tới một ít oanh động, cuối cùng lực chú ý đặt trên người Lâm Tiêu cũng bị phân tán qua. Đao pháp Tần Khinh cực kỳ đáng sợ, nàng có được đao ý tứ phẩm cùng với đao ý băng tuyết thực lực không giống bình thường, không thể khinh thường, đao mang lăng lệ ác liệt huy động, bông tuyết pháp phới, nhao nhao bay lả tả, vô cùng xinh đẹp đồng thời cũng tràn ngập hàn băng chi khí, trải rộng sát cơ, khiến cho người phát lạnh. Chỉ tiếc, nàng gặp phải Đông Phương Nguyệt Mính, binh khí của Đông Phương Nguyệt Mính cực kỳ cổ quái, chính là một đôi nhật nguyệt song câu, nhật câu thành viên, nguyệt câu như loan, tuyển thủ trước kia còn không ai có thể khiến nàng nghiêm túc, ngay cả binh khí cũng chưa từng lấy ra hiện giờ gặp tần khinh mới lần đầu chính thức thấy nàng ra tay nhật nguyệt xong câu nhỏ bén nhanh nhẹn vầng sáng ngàn vạn trong khi huy sái hào quang lóng lánh vẻn vẹn chỉ một kích đã đánh vỡ tiến công của tần khinh kích thứ hai nhẹ nhõm bài trừ ý cảnh băng tuyết của đối phương kích thứ ba đánh nát hộ thể nguyên lực của nàng khiến nàng bại trận thấy một màn như vậy khán giả ngoại trừ cảm thán ra cũng không còn lời nào khác để nói cả một đời trẻ tuổi ổn nhập top 20 chiến đấu với thập đại cự đầu trẻ tuổi cao cấp nhất, trước mắt ngoại trừ Lý Thừa Phong có thể kiên trì hơn 10 chiêu dưới tay Hoàng Phủ chân ra, tuyển thủ còn lại không ai kiên trì quá 3 chiêu, tất cả đều nhanh chóng bị thua, có thể thấy tranh lệch giữa một đời trẻ tuổi và cự đầu trẻ tuổi đỉnh tiêm đáng sợ thế nào, phảng phất như một cái hào rộng, khó có thể vượt qua. Trước mắt xem ra, Lâm Tiêu người duy nhất có thể bài trừ ma chú này, bất quá còn cần trận đấu để nghiệm chứng. Trận đấu tổ 8 này vừa mới kết thúc, ở tổ một lại bạo phát ra tin tức càng thêm kinh thiên. Tổ một hiệp 2, Thiến Mộng Vũ đấu Vương Thái, một viên đá tạo lên ngàn tầng sóng, trên toàn bộ khán đài đều triệt để nổ vang, thanh âm kinh hô như biển gầm hủy thiên diệt địa, triệt để lấn át cuộc tranh tài giữa Lâm Tiêu và Mạnh Tinh Hồn trước kia. Thiến Mộng Vũ, thiên tài hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong quận Vân Long, một trong thập đại cự đầu trẻ tuổi. Vương Thái, thiên tài hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong quận Định An, cũng là một trong thập đại cự đầu trẻ tuổi. Trong đấu vòng loại hiệp 2, tổ 1 là tiểu tổ duy nhất có hai gã cự đầu trẻ tuổi, ngay từ trận đầu mọi người đã nghĩ qua có thể nào gặp phải tình huống lưỡng cường tương ngộ hay không, bất qua theo trận đấu tiến hành, hai người một mực không gặp nhau, loại ý nghĩ này cũng dần phai nhạt, không nghĩ tới ngay khi đấu vòng loại hiệp 2 sắp kết thúc, chỉ còn lại hai cuộc tranh tài cuối cùng vậy mà có kinh hỉ như vậy. Chiến đấu giữa hai đại cự đầu trẻ tuổi tuyệt đối hấp dẫn hơn chiến đấu giữa một đời trẻ tuổi rất nhiều, trận đấu này chẳng những có thể khiến khán giả thấy một màn chiến đấu đặc sắc, lại có thể lần đầu tiên hiểu rõ được thực lực đáng sợ của cự đầu trẻ tuổi. Dù sao chiến đấu lúc trước còn không có bất kỳ một gã võ giả nào có thể bức bách thập đại cự đầu trẻ tuổi phải nghiêm túc cả, một đời trẻ tuổi cũng không thể. chương 699, Thân Pháp Biến Thái 1 Trên khán đài, tất cả mọi người biểu lộ hưng phấn, sắc mặt ửng hồng. Người nói trận đấu này ai sẽ thắng? Có người hỏi võ giả bên cạnh, mẹ nó, người hỏi ta thì ta biết hỏi ai đây? Ta chỉ biết đây chính là một hồi long tranh hổ đấu, Nói nhảm, cái này đương nhiên ta cũng biết, mọi người nghị luận nhau nhau, thần sắc kích động lửa nóng. Trên lôi đài, Thiến Mộng Vũ và Vương Thái đứng thẳng cách xa nhau trăm mét. Vương Thái thân cao bảy xích, khuôn mặt gầy, xa xa nhìn qua tỷ lệ có chút không bình thường, bởi vì hai chân của hắn rất dài, chiếm cứ ba phần năm tỷ lệ thân thể, đứng ở nơi đó có một loại cảm giác hùng hậu đại khí như núi cao, như là một tòa cô phong đứng vững. Không nghĩ tới chúng ta thật sự sớm gặp nhau, Vương Thái nhạt cười một tiếng. Thiến mộng vũ mặc quần trắng, da như mỡ dê, khuôn mặt bóng loáng tuyết trắng, như tiên tử sừng sững, lại mang theo một loại cảm giác lãnh diễm băng sơn, so sánh với tần khinh mà nói có loại lạnh lùng phát ra từ tận xương cốt, nói. Không có gì ngoài ý muốn cả, gặp sớm hay muộn kết quả đều như nhau thôi. a à, vương thái nở nụ cười, trong tươi cười có một tia cao ngạo và trong trẻo nhưng lạnh lùng, ý trong lời thiến mộng vũ rất rõ ràng, đó chính là mặc kệ gặp sớm hay muộn, vương thái đều sẽ bại bởi nàng, còn không bằng sớm gặp một chút. Bắt đầu đi, không có nhiều lời, thiến mộng vũ gấp rút động nguyên lực trong cơ thể, một cổ lốm đốm phảng phất như mây trắng mờ ảo hiển hiện trên hư không, phụ trợ khiến thiến mộng vũ giống như là vân trung tiên tử vậy. Nguyên lực chấn động nồng đậm từ trong cơ thể nàng tán giật ra, quấy lên khí lưu trên không lôi đài. La Yên trưởng, nguyên lực trong cơ thể vận hành đến một cái cực hạn, hai chân Thiến Mộng Vũ khai động thân hình bỗng nhiên biến mất, như một đạo khói xanh, mờ ảo khó tìm tung tích, phút chốc đã đi tới trước mặt Vương Thái đánh ra một trường, tốc độ cực nhanh quả thực khiến người khó có thể nắm bắt, chỉ nhìn thấy một đạo bạch quang xẹt qua hư không, đánh úp về phía ma Vương Thái. Ông, nguyên lực chấn động vô hình phóng lên trời, Vương Thái sớm đã có chuẩn bị, ngau khi thiến mộng vô tiến công liền mạnh mẽ tiến tới một bước, đùi phải đá ra như thiểm điện, giống như dao long xuất hải, nhanh như lôi đình. Băng sơn thối, ầm ầm, một chân đá ra, phong vân chấn động, trong không khí mờ ảo phảng phất như có tiếng núi sập oanh minh vang lên, thối ảnh mở ảo lập tức đá vào trên bạch quang do thiến mộng vũ đánh ra, phát ra tiếng nổ vang kịch liệt. veo dưới một kích, thiến mộng vũ bay ngược ra, mà vương thái thì lại lù lù bất động. Liệt địa thối, một chiêu trúng đích, vương thái quát to một tiếng, thân hình theo sát trên xuống, hai chân lướt động lại lần nữa đá ra một cước như thiểm điện. Giang giác, từng đạo kinh khí đáng sợ từ hai chân vương thái không ngừng lan tràn về trước, trong hư không xuất hiện từng đạo vết dạn màu đen, điên cuồng lan tới, phảng phất như đại địa màu đen dạn nứt vậy tản ra khí thức khủng bố tựa như hủy diệt suy 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 kinh khí màu đen điên cuồng cuốn đi trong nháy mắt liền đến trước mặt thiến mộng vũ ngay khi sắp đánh chúng đối phương bá một tiếng thân hình thiến mộng vũ bỗng nhiên biến mất vết dạn màu đen rậm rạp chẳng chịt xuyên thấu hư không nhưng lại không công kích được gì tốc độ nhanh thật thiến mộng vũ đâu rồi ta sao không thấy nữa rồi người xem dưới đài kinh hô thân hình thiến mộng vũ trên lôi đài như hoàn toàn biến mất vậy khiến bọn hắn căn bản không bắt được tung kích, chỉ có một cổ nguyên lực kình khí màu trắng kích xạ tứ tán, bao phủ lôi đài. Trên lôi đài vương thái nhíu mày, cảm giác gắt gao tập trung tất cả chung quanh, vô cùng cảnh giác, tốc độ thiến mộng vũ quả thật quá nhanh, nhanh đến ngay cả hắn cũng không cách nào lập tức phân biệt rõ tung tích đối phương. Ba bá, bá bá, đột nhiên phía trước có ba đạo kình khí bạo lướt đến, phân biệt hóa thành ba đạo bóng người mờ ảo, từ trong đám mây trắng bắn nhanh ra, như thiên tiên hạ phàm, từ ba phương hướng bạo lướt đến, phát động tiến công như lôi đình. Cái bên trái là chân thân, Vương Thái lập tức tìm ra chỗ chân thân của Thiến Mộng Vũ, trong ba đạo nhân ảnh thì đạo bên trái là nguyên lực chấn động mãnh liệt nhất, mà chính giữa và bên phải lại bình tĩnh đến cực điểm. Tuy rằng đã tìm được chân thân Thiến Mộng Vũ, nhưng Vương Thái lại không dám khinh thường, đây chưa hẳn không phải là chướng nhãn pháp mà đối phương thiết trí, tâm niệm vừa động, Vương Thái bất động thanh sắc, hai chân liên tục đá ra bốn phía thối ảnh đầy trời hóa thành từng đợt thối ảnh nặng nề cuồn cuộn ập về trước. Âm ầm, thối ảnh tràn ngập, như sóng sóng lớn, giống như con nước lớn, uy mãnh vô biên, bao lấy ba đạo thân ảnh của Thiến Mộng Vũ vào trong, tầng tầng nhiên áp, trong đó công kích mà bóng người bên trái phải thừa nhận tự nhiên mạnh nhất. Thân ảnh đang tiến công của Thiến Mộng Vân bỗng chốc lộ một tia cười lạnh, đối phương đoán không lầm, bên trái đích thật là chân thân của nàng, nhưng nàng kỳ thật ngay từ đầu khi công kích đã không muốn giấu giếm đối phương, mà lợi dụng phân thân để hấp dẫn tiến công của Vương Thái, quả nhiên đối phương bị lừa rồi. Thiên vân mộng huyễn trưởng, trong thối ảnh u u, hai đạo phân thân bạo liệt, nhưng công kích mà chân thân thiên mộng vũ thừa nhận tuy rằng lớn nhất, nhưng vương thái dù sao đã phân tán công kích, không đáng sợ bằng tập trung, trong tiếng quát khẽ song trưởng thiên mộng vũ đột nhiên liên tục lướt động, trước người xuất hiện tầng tầng trưởng ảnh như mộng ảo, trưởng ảnh mờ ảo, cuối cùng tụ hợp cùng một chỗ như thiểm điện, bộc phát ra uy lực không gì sánh kịp một trưởng đập tan thối ảnh vương thái đá ra sau đó lập tức lao đến trước mặt đối phương không tốt vương thái ngay khi đá ra cũng lập tức biết được sai lầm của mình nhưng cũng đã chậm song trưởng thiến mộng vũ mờ ảo nhíu tầm mắt như mộng huyễn khiến vương thái không phân biệt được chỗ tiến công chỉ có thể nhìn thấy từng đợt trưởng ảnh nặng nề lóng lánh như hương mê hoặc tầm mắt phân giang thối thời khắc nguy cấp vương thái rốt cuộc thể hiện ra thực lực đáng sợ của hắn nguyên lực toàn thân như núi lửa phun trào phóng lên trời trong lúc cực nhanh bỗng dưng đá ra một gước ầm ầm một đạo thối ảnh cự đại như đao đứng vững trên hư không rồi sau đó điên cuồng tuôn trào về trước, những nơi đi qua khí lãng xoay tròn, không khí điên cuồng cuốn ra ngoài, phảng phất trên đại giang có người ra sức bổ ra một đao, khiến mặt sông bị chém ra một thông đạo cực lớn. Oanh, thối ảnh vừa thô vừa to va chạm với trường ảnh mờ ảo, bộc phát ra tiếng nổ vang cực lớn, trên toàn bộ lôi đài tất cả đều là nguyên lực và kinh khí vòi rồng bạo loạn. Trước mặt Vương Thái, thân hình Thiến Mộng Vũ biến mất, sau một khắc lại đột nhiên xuất hiện ở phía bên phải hắn, vô số trường ảnh mờ ảo, trong tích tắc cũng không biết đã đánh ra bao nhiêu trường. Đáng chết, tốc độ thiến mộng vũ quá nhanh, mà lại một trọng tiếp một trọng, nhanh đến mức khiến vương thái cơ hồ không phản ứng kịp, chỉ đành vội vàng ngăn cản.